Cô định làm cái gì nhỉ? Mọi người ơi, sơ mi nhá. Rất là nhiều sơ mi xinh ạ. Mọi người ơi, sơ mi nhá. Nhanh lên nào, em có lên mã nào. Sơ mi nhá, hello bà Diễm. Rất là xinh nhá. 36K áp dụng ăn cái gì nó mụn nó mọc rồi. Hello chị chim chim. Sơ mi nhá. Vũ Hằng ơi, áo đang mặc á. Không bán đâu, để mặc. Áo tao đang mặc không bán đâu, để mặc đây. Kìa. Sơ mi nhá, rất là nhiều sơ mi xinh nhá. 36k nhá, áp dụng với những chị nào chia sẻ bài viết giúp em nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Rất là nhiều sơ mi xinh luôn ạ. Ăn lắm vào. À, tôi đang mặc tôi không bán đâu. Bán đi, lệnh thế nào thì mới bán chứ. Lệnh như thế nào đi rồi mới bán nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em nhá. Sơ mi rất là xinh ạ. Cả sơ mi màu, cả sơ mi trắng nhá. Rất là nhiều sơ mi xinh luôn, chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k. Sơ mi hôm nay chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Rất là nhiều sơ mi xinh nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Hello ốc lác. Ốc lác ơi, hôm nay chọn đi nhá, kiểu áo giống chất giống em đang mặc này à. Rất là mau ạ. Rất là nhiều sơ mi xinh nhá, mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ, để em có lên mã nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Rất là nhiều sơ mi xinh ạ. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Bán cho em đi, em chia sẻ cho hẳn 10 nhóm. Thôi được rồi, Vũ Hằng ơi, bán cho Vũ Hằng nhá. Rồi tôi để cho Vũ Hằng nhá. Đây, rất là nhiều sơ mi xinh nhá, mọi người chia sẻ trên 5 nhóm cho em nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua sơ mi với giá là 36k nhá. Rất là nhiều sơ mi xinh nhá. Hôm nay sơ mi các chị mua trên 5 cái em sẽ tặng thêm một chiếc nhá. Hôm nay là chủ nhật mà. Mua trên 5 cái em sẽ tặng thêm một chiếc nhá. Riêng hôm nay mua trên 5 em sẽ tặng thêm một nhá. Tại vì hôm nay là chủ nhật. Đã chia sẻ ok ông Lác nhá. Chốt tất cho anh. Anh sủ ơi, tốt chốt này để làm rẻ à anh. Rất là nhiều sơ mi xinh nhá. Nhanh lên nào, em còn lên mã nào. Trên 25 người em sẽ lên mã nhá. Trên 25 người em bắt đầu lên mã nhá. Sơ mi rất là xinh ạ. Rất là nhiều sơ mi xinh luôn. Em bắt đầu lên mã nhá. Em này nào, em này chị nào 50kg đổ xuống mặc vừa. Em này 50kg đổ lại. Em này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 12. 12 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 12 đây ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 12 nhá. Mã 12 này 50kg đổ lại mặc vừa màu hồng nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 12 nhá. Hôm nay chia sẻ trên 5 nhóm và mua trên 5 sản phẩm sẽ được tặng thêm một chiếc nhá. Hôm nay chị nào mua trên 5 chiếc sẽ được tặng thêm một chiếc nhá các nàng nhá. Em này mã 12, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 12 ạ. Em này chị nào từ 45 đến 50kg mặc vừa. Em này chị nào từ 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Em này mã 96. Hello chị Lovely. À, Nhung ơi, tôi có thấy nàng nhá Nhung nhá. Em này 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Chất này rất là mát ạ. Em này mã 96 nhá. 45 đến 50kg mặc vừa. Màu đen nhá, mã 96 ạ. 96 là màu đen nhá, 96 ạ. 45 đến 50kg mặc vừa, 96 ok ốc lác nhá. Ốc lác ơi, comment lại luôn cho mình số điện thoại, địa chỉ nhá. Em này chị nào 47kg đổ xuống mặc vừa. Hello Mai Phương. 47kg đổ xuống mặc vừa mã 99 nhá. Hôm nay mua 5 áo sẽ được tặng thêm 1 nhá. Mã 99 ạ. 46 47kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này mã 99. 99 đây ạ.
46 47 kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 99 ạ. Mọi người chia sẻ và viết giúp em đi ạ. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được tặng thêm một chiếc nhá. À hôm nay mua 5 chiếc sẽ được tặng một nha các nàng nhá. Em này ạ. 45 đến 51 kg mặc vừa. Mã 33. 45 đến 51 kg mặc vừa nhá. Em màu xanh này mã 33 nhá. 45 đến 51 kg mặc vừa. Mã 33 này 45 đến 51 kg mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 33 nhá. 33. Hello Huyền Vy. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa. Ok ông La. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 20. Sơ mi trắng này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này mã 20 ạ. 20 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 20 ngắn tay. Gen đây ạ, 20. 50 kg đổ xuống mặc vừa 20 nhá. Mọi người chia sẻ trên 5 nhóm giúp em nhá. Sẽ được mua sơ mi với giá là 36k. Mua 5 chiếc được tặng 1 nhá. Quỳnh Nguyễn chị ơi. Hai cái đúng rồi Quỳnh Nguyễn ơi, hai cái. Ốc Lác ở Lâm Đồng à. Em này mã 20 nhá. Chị Diễm đang hỏi kìa. Mã 20. Em này chỉ là từ 50 đến 55 kg mà rất là xinh nhá, mã 01 ạ. 50 đến 55 kg mã 01 nhá. Ok Trang Cung 20. Trang Cung ơi gộp đơn hôm qua nhá. Tí nữa Trang Cung có mật luôn cho mình tại số điện thoại và địa chỉ nhá. À, Quỳnh Nguyễn ơi, tôi thấy có hai cái thôi. Em này mã 01 nhá, chỉ nào từ 50 đến 55 kg mặc vừa rất là xinh ạ. 01 nhá. Ok Trang Cung 20 rồi ạ. 01 đây. 01 đây. 01 hello chị Tường Huy. 01 nhá. 01 đây. 01 50 đến 55 kg mặc vừa. Em này chị nào cũng từ 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, mã 91. 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, mã 91 ạ. 91 đây. 45 cân như em thì mặc free size. 45 cân như em vẫn mặc được ạ, mặc kiểu free size nhá. 45 cân như em thì mặc free size nhá các nàng nhá. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Em này mã 91 nhá. 91 rất là xinh ạ. 91 chị nhớ chốt cho em cái chị mặc nhá, không lại quên. Ok làm Vũ Hằng. Em này chỉ là từ 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. 40 đến 45 kg mặc vừa mã 23. 40 đến 45 kg mặc vừa mã 23. Ok Quỳnh Nguyễn nhá. 40 đến 45 kg mặc vừa. Em này mã 23 nhá. 23 này 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Mua 5 chiếc hôm nay sẽ được tặng 1 nhá. Em này mã 23. 23 đây nhá. 23. Sơ mi sát nách có nàng ơi. 23 nhá. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 00 ạ. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. 00 đây, 00 ngoài 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 00 đây ạ. 00 ngoài 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 45 đến 50 kg mà rất là xinh nhá. Em này mã 00. 00 nhá. 45 đến 50 kg mà rất là xinh ạ. Mã 00 mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. 00 nhá. Ok chị Phương Đình. 00 nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Nay mua 5 chiếc được tặng thêm 1 nhá. Nay mua 5 sẽ được tặng 1 ạ. Em này mã 00 nhá. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 00 nhá. 00 đây ạ. 45 đến 50 kg mà rất là xinh nhá. Mã 00. Em này nhá. Em này chị nào từ 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. 40 đến 45 kg mặc vừa đây ạ. Em này mã 08. 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. 08 đây. 45 46 vẫn mặc vừa nhá. 08 rất là xinh ạ. 08 giá này rất là xinh nhá. 08 ạ. Chị nào tầm 45 kg mặc này rất là xinh. 08 nhá. 08. Ok chị Phương Đình. Caro màu hồng chị Ngân Nguyễn đợi em một tí ạ. 08 này nhá. 08 này 46 kg đổi lại mặc vừa nhá. 08 đây. 45 46 kg đổi lại mặc vừa mã 08 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k và mua 5 chiếc được tặng 1 nhá. Em này đây, 08 nhá. Em này mặc free size nhá. Em này mặc free size mã 01 ạ. Nắng thế. Em này mặc free size mã 01 nhá. Em này mặc free size mã 01. Em này mặc free size mã 01 ạ. 01 này mặc free size nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Em này mã 01 nhá. 01 này mặc free size rất là xinh ạ. 01. 01 đây. Yến Đỗ Thị, áo em vừa cầm bao nhiêu vậy chị Yến? Yến Bùi Thị ơi, hôm nay chia sẻ 5 nhóm được mua với giá là 36k nhá. Xem cái trắng có hoa tay đi nào. Đây nhá. 01 ạ. 01.
Áo tớ mặc bán rồi nàng ơi. Áo tớ mặc bán rồi. Em này chỉ là 50 cân độ, 50 cân đổ lên mặc vừa nha, mà 49 ạ. 49 này 50 kg đổ lên mặc rất là xinh nhá, 49. 49 form to đây ạ. Chị nào 50 kg đổ lên mặc rất là xinh nhá, mã 49 ạ. 49 này form to nhá. 50 kg đổ lên mặc rất là xinh ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi để em có lên mã nào. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Nhớ là chia sẻ trên 5 nhóm mới được mua giá 36k nhá. Em này mặc, em này tầm 4-5 cân như em vẫn mặc được nhá. Rất là xinh ạ. Chị làm đóng thùng này rất là xinh luôn. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 49 ạ. Mọi người ơi chia sẻ đi nào. 23 người xem. 23 người xem em không muốn bán đâu. Bán đông quen rồi. Ít người xem lười bán lắm. Chia sẻ giúp em nào. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k. Mua 5 em sẽ tặng thêm 1 nhá. Hello Nhi Kiu Kiu. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k. Hôm nay mua 5 chiếc em sẽ tặng thêm 1 nhá. Chú ý hôm nay mua 5 sẽ được tặng 1. 30 người rồi. Em hôm nay chỉ có Sammy thôi chị ơi, không có Phong. 26 à? Ok chị 26. Em này mã 26 à chị? 26. Anh có lấy luôn em không? Chứ còn đừng có hỏi mua áo. Lưu Hội ạ. Chị kinh đâu không dám lấy đâu chứ còn. Nào bao nhiêu người xem rồi? 22 thôi à? Cát Tiên ơi tôi có thấy. À chị Lovely ơi, chị Lovely, đơn của chị được bao nhiêu cái rồi nhở? Đơn của chị được nhiều phép rồi đấy. Em mua áo chị mặc, áo tớ mặc bán rồi. Áo tớ mặc Vũ Hằng mua rồi nhá. Lại 18 người xuống rồi không lên nữa. Không phải, ý chị là 26 người à. 20 người rồi, tụt rồi kia kìa. Mọi người chia sẻ giúp em đi để em có lên mã nhá. Rất là nhiều sơ mi xinh nhá. Áo tay hoa đi nàng. 45kg đổ lại mặc vừa, mã 62. 62 này 45kg đổ lại mặc vừa nhá, 62 ạ. 45kg đổ lại mặc vừa mã 62 nhá. À chị Cúc Đặng ơi, chiều nay em ship hàng với chị nhá, chị Cúc Đặng nhá. Mã 62 nhá. Hello Thúy Phùng, mã 62 nhá, 45kg đổ lại mặc vừa. Mã 62 ạ, 62 này 45kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 62. 62 Nhi Kiu Kiu, có trắng sơ mi 45 không? Trắng sơ mi à, trắng sơ mi 45. Hết rồi. Em này free size nhá. Em này free size nhá, Nhi Kiu Kiu ơi. Chiều nay tôi cũng ship hàng cho nàng nhá, Nhi Kiu Kiu nhá. Em này mã 95 nhá. 95 này mặc free size nhá. 95 này mặc free size nhá, mã 95 ạ. 95 này mặc free size nhá. 95 này mặc free size nhá, em này mã 95 ạ. 95 này mặc free size nhá. Bà Diễm ơi, 95 này xinh nè. 95 này mặc free size nha, 95 ạ. 95 này rất là xinh. Chị lấy cái áo sơ mi trắng cho em xem áo phông. Lấy tí em ơi. Áo phông hả chị ơi, em làm gì có áo phông nào đâu. Mọi người ơi, em lên mã lại từ đầu nhá. Em sẽ lên mã lại từ đầu nhá. Vậy mai chị ship cho em nhé. Ok ok chị nhị. Ok làng Nhi Kiu Kiu nhá. Mấy giờ hả em? Chắc là chiều tối chị cũng đặng nhá. Chắc là chiều tối nhá. Em lên mã lại từ đầu nhá. Mọi người chia sẻ giúp em nhá. Em sẽ bắt đầu lên mã lại từ đầu này à. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 12 màu hồng ạ. Săn đấy. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 12 nhá. Dài quá. Ồ dài đầu gối chị ạ. Mã 12 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 12 50kg đổ xuống mặc vừa. Em này 46-47kg đổ xuống mặc vừa, mã 99 ạ. 46-47kg đổ xuống mặc vừa, mã 99 nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. 46-47kg đổ xuống mặc vừa, mã 99 nhá. Em sẽ lên mã rất là nhanh nhở. 99 ạ. 46-47kg đổ xuống mặc vừa, mã 99 này ạ. Em này chỉ là từ 40-45kg mặc vừa, mã 33. 33 này từ 40-45kg mặc vừa nhá. 33 đây ạ. 40-45kg mặc vừa nhá. 33. Em
này 55kg nổ số mặc vừa mã 91 ạ. 91 này 55kg nổ số mặc vừa nhá, mã 91. 91 đây, thôi để mai đi, tối chị không có nhà. Ok chị Cúc Đặng nhá. 91 này 55kg nổ số mặc vừa nhá, 91 ạ. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em nhá, chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. 91. Em này chị là từ 40 đến 45kg mặc rất là xinh nhá. Mã 00 ạ, 40 đến 45kg mặc rất là xinh này. Em này mã 00 nhá, chị là từ 40 đến 45kg mặc rất là xinh nhá. Mã 00 ạ. 00 đây. 40 đến 45kg mặc rất là xinh nhá. 00 màu đen ạ. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 01 ạ. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 01 nhá. 01 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 01 đây. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em nhá, chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Em này mã 01 ạ. 01 nhá. Sơ mi dài tay thô có. Sơ mi dài tay thô nhiều mà nàng ơi. Em này ạ. Em này chỉ là từ 45 đến 50kg mặc vừa mã 23. 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Em này mã 23 nhá. 23 này chỉ là từ 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Sơ mi vải thô đây ạ. 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Mã 23. 23 đây nhá. Giá này rất là xinh ạ. 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Mọi người ơi chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 90. Chị nhận được hả? Ok chị Phạm Lan. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 60, à 90 nhá. 90 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 90 ạ. 90 vải này rất là mát nhá, 90. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 90 nhá. 90 đây, sơ mi trắng. Nàng ơi từ từ thôi. 90 nhá. 90. Không một là vải thô nhá, 90 ok Vũ Hằng. Vũ Hằng ơi chọn cho đủ đơn rồi để tôi gửi nhá. 90 Vũ Hằng chốt trước rồi các chị ơi. Em này 46kg đổ xuống mặc vừa mã 11 ạ. 46kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 46kg đổ xuống mặc vừa mã 11 ạ. 11 này 46kg đổ xuống mặc vừa nhá. Quỳnh Nguyễn, Quỳnh Hương 46kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em ở nhà 8 ngõ 44 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội ạ. Em này nhá. Em này chị nào từ 45 đến 50kg mặc vừa mã 18. 18 này từ 45 đến 50kg mặc vừa nhá. 18. Hai cái trở lên mình ship nhá. 18 này 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Quỳnh Hương ơi, cả áo tớ mặc có người lấy rồi. 18 này. 18 ok. 11 ok chị Cúc Đặng nhá. Em này mã 18 nhá. 18 đây ạ, 18. 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Em này ạ, em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 72. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 72 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 72 ạ. 72 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 72. Chia sẻ trên 5 nhóm cho em sẽ được mua với giá là 36k nhá. Hôm nay mua 5 chiếc em sẽ tặng thêm 1 chiếc nhá. Cho chị áo hoa vàng nhé. Hôm nay mua 5 chiếc em sẽ tặng 1 ạ. Đây nhá. Em này mã 72. 72 ạ. 18 ok là Phạm Hồng Vân nhá. Ok ok chị Phương Đình. Chị Phạm Hồng Vân hôm qua mình gửi đơn nào chưa nhỉ? Nhá. 72 ok Nguyễn Thị Thanh Phương nhá. Ok chị Nguyễn Thanh Phương nhá, mọi người chia sẻ giúp em ạ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 83. 83 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 83. Uyên Nhi chậm chân rồi. 83 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 83 đây ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Hôm nay mua 5 chiếc sẽ được tặng 1 nhá. Em này mã 83 nhá, 83. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa 83 ok chị Heo Sinh, chị Thúy Ngọc chậm chân rồi. Heo Sinh ơi có mượn luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 27 ạ. 27 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 27. 27 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Hôm nay mua 5 em sẽ tặng thêm 1 nhá. Chia sẻ 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Em này mã 27 ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này dáng suông nhá. Dáng suông mã 27 ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Rất là xinh ạ. Hôm nay mua 5 em sẽ tặng 1 nha các chị nhá. Chủ nhật mà. Chủ nhật nào chả tặng qua. Em này nha, 45 đến 50kg mặc vừa mã 36 ạ. 27 ok bà Lovely. Lovely Kenty. Chị bong chip ơi, chị chậm chân rồi. Ok là Heo Sinh nhá. Hai sản phẩm trở lên này em ship nhá chị Heo Sinh nhá. 45 đến 50kg mặc vừa mã 36 ạ. 45 đến 50kg mặc vừa mã 36 nhá.
36 này size M, 45 đến 50 kg mặc vừa nha, mã 36 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 36 nhá, 45 đến 50 kg mặc vừa nha, mã 36 ạ. Rất là xinh luôn ạ, 36 nhá. Chị Xuân Nguyễn ơi, em gửi rồi chị Xuân ơi. Chị Xuân em gửi cho chị rồi nhá. Em này chị nào từ 50 đến 55 kg mặc vừa. Không chủ nhật em Nhung vẫn tặng quà mà. Hôm nay em không có quần váy đâu chị ơi. 55 kg đổ số mặc vừa mã 21 nhá. Khách nào khách quen nhà em đều được tặng quà mà. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 21 nhá. 21 này 55 kg đổ lại mặc vừa nhá. Ngắn tay, màu trắng nhá, dáng bom ạ. 21 nhá. Em này mã 21 ạ. 21 nhá. 55 kg đổ số mặc vừa 21 nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Em này mã 00 ạ. 50 kg đổ số mặc vừa mã 00 nhá. Áo váy nhá. Mã 00 ạ. Em này dáng áo váy nhá, mã 00. 00 này áo váy nhá, 50 kg đổ số mặc vừa nhá. Mã 00 đây ạ. Em cao 1m58 đến đầu gối luôn nhá, 00. 00 là áo váy nhá, 00 này là áo váy nhá, 50 kg đổ số mặc vừa nhá. 00 ok chị Phương Đình. Em này chị nào? Bà Diễm chậm chân rồi, Quỳnh Hương cũng chậm chân rồi. Em này từ 45 đến 50 kg mặc vừa. Em này từ 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 10 ạ. Lovely Giang chậm chân rồi. 45 đến 50 kg mặc vừa nhá. Em này mã 10 ạ. 10 đây. 45 đến 50 kg mặc vừa nhá. Mã 10. 10 này từ 45 đến 50 kg mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Hôm nay mua 5 em vẫn tặng 1 nhá. Hôm nay mua 5 tặng 1 nhá. Mã 10. Sơ mi trắng này 55 kg đổi lại mặc vừa. Ok chị Thu Hằng Nguyễn nhá. Thu Hằng Nguyễn. Thu Hằng Nguyễn ơi, chị có đơn chưa nhở? Chị có mượn lại cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này 55 kg đổ số mặc vừa nhá. 50 đến 55 kg mặc rất là xinh, mã 04 ạ. Em này mã 04 nhá. 04 này. 55 kg đổ số mặc vừa mã 04 nhá. Không bốn ok chị Hồng Liên nhá. Hồng Liên có mượn luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Em này 55 kg đổ số mặc vừa mã 33. Chị Hồng Liên có mượn luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này mã 33 nhá, 55 kg đổ số mặc vừa nhá. Hai sản phẩm trở lên là em ship nhá. Em này nhá, mã 33. 55 kg đổ số mặc vừa mã 33 nhá. 33. 33 này chất rất là mát ạ. 33 nhá. 33. 33. Hoa vàng săn lách á. Hoa vàng săn lách là cái nào? Chị ơi, chị đợi em lên theo mã nhá, 33 ok Quỳnh Hương. Quỳnh Hương 33. Quỳnh Hương ơi, nó hôm nay chốt đơn nhá, nàng Quỳnh Hương nhá. Ok chị Hồng Liên. Hai sản phẩm trở lên là em ship nhá. Em này ạ, 50 kg đổ số mặc vừa, em này mã 43. Em sơ mi trắng này 50 kg đổ số mặc vừa nhá, mã 43. 43 này 50 kg đổ số mặc vừa nhá. Túi ở góc này rồi thì tôi mới đi. À đến đấy được. 43 này 50 kg đổ số mặc vừa nhá, mã 43. Ship Đắk Lắk 30k chị ơi. 43 này 50 kg đổ số mặc vừa nhá. 43. 43 ok làng Phương Đình. Em này chị nào từ 40 đến 45 kg mặc vừa mã 80 ạ. 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. Em này mã 80. 80 này chị nào từ 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. Ngọc Thảo chậm chân rồi. 80 là từ 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. 80 chất rất là mát luôn ạ. 80 nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em với ạ. Ok Quỳnh Nguyễn 80 nhá. Quỳnh Nguyễn 80 nè. Em này chị nào từ 45 đến 50 kg mặc vừa. Em này màu tím than nhá, 45 đến 50 kg mặc vừa. Áo em đang mặc có người lấy rồi ạ. Em này mã 69 ạ, 45 đến 50 kg mặc vừa nhá. Em này mã 69. 45 đến 50 kg mặc vừa mã 69 nhá. Nai kẻ xanh với cái bò bên trong đi. Tí nữa nàng ơi. Em này nhá, mã 69 ạ. 69 này 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 69 màu tím than nhá. À màu xanh than ạ. 69 nhá. Em này 50 kg đổ số mặc vừa. Em này 50 kg đổ số mặc vừa mã 00 nhá. 00 này 50 kg đổ số mặc vừa nhá. 00 đây. 00 này 50 kg đổ số mặc vừa. 00 đây ạ. 50 kg đổ số mặc vừa mã 00 nhá.
Không không phải 50kg đổ xuống mặc vừa. Không không đây. Không không. Mọi người thích sơ mi trắng nhở? Em hết sơ mi trắng rồi, còn có vài cái thôi ạ. Em này chỉ nào 55kg đổ xuống mặc vừa mã 92 nhá. 92 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 92 đây ạ. 92 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ok chị Nguyễn Thị Thanh Phương. Không không là cái này đúng không? Chị Cúc Đặng chấm chân rồi, Nguyễn Thị Thanh Phương không không nhá. 92 ok Quỳnh Hương. Quỳnh Hương ơi cái này thích cực. Em này từ 50 đến 55kg mặc vừa mã 91 ạ. 50 đến 55kg mặc vừa nhá. Em này mã 91, 50 đến 55kg mặc vừa nhá. 91 ạ, sơ mi trắng còn ít thôi. 91 nhá, 50 đến 55kg mặc vừa. Em này mã 91 đây ạ. 50 đến 55kg mặc vừa nhá, mã 91 ạ. Em này cũng từ 50 đến 55kg mặc vừa mã 92. Em này cũng từ 50 đến 55kg mặc vừa nhá, mã 92 ạ. Mặc dấu quần được nhá. 92 này mặc dấu quần được nhá, 92 ạ. 92 đây. 92 này mặc dấu quần được nhá, 92 ạ. 92. 92 nhá, 50 đến 55kg mặc vừa, ok 92 Hồng Liên. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 50. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 50 nhá. Nhung chậm chân rồi. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 50 nhá. 50 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 50 ạ. Như ý chậm chân rồi, Như ý ơi. Nào mới được có một cái mà Như ý. Hai cái trắng kia là không chốt được. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 50. 50 nhá, 50 ok là Quỳnh Nguyễn nhá. Quỳnh Nguyễn ở đây nhá. Úi là Quỳnh Nguyễn nó nhở tí sơ lại cho bà xem hai cái trắng của bà nữa. Em này chị nào từ 50 45 đến 50kg mặc vừa mã 80 ạ. 80 này từ 45 đến 50kg mặc vừa nhá, mã 80. 45 đến 50kg mặc vừa nhá, mã 80 ạ. 80 đây, 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Ok Hồng Liên. Đây nhá, 80 đây. Nàng cứ chọn thêm đi nhá. 22 sản phẩm trở lên thì em tự động ship nhá, nên là các nàng nhớ giúp em nhá. Em này mã 80 nhá. 80, 45 đến 50kg mà rất là xinh ạ, mã 80 nhá. Em này 45kg đổ xuống mặc vừa. Em này 45kg đổ xuống mặc vừa. Ok nàng Wendy nhá. Wendy ơi comment luôn cho tớ số điện thoại và địa chỉ nhá. Áo em đang mặc bán rồi chị ơi. Em này nhá. 45kg đổ xuống mặc vừa mã 53. 53 45kg đổ xuống mặc vừa mã 53 nhá. 53 này 45kg đổ xuống mặc vừa nhá. 53. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em nhá. Mã 53 tất cả là 36k. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. 53 này 45kg đổ xuống mặc vừa. Em này chỉ là từ 50 đến 55kg mặc vừa mà 39 ạ. 53. 53 ok chị Cúc nhá. Ok chị kịp Cúc Đặng ạ. Cúc Đặng ơi tí em sẽ nhắn tin chốt đơn cho chị nhá. Em này nhá mã 39 ạ. 50 đến 55kg mặc rất là xinh nhá, mã 39 ạ. 39 đây. 50 đến 55kg mặc rất là xinh nhá, mã 39. 39 nào. 39 nhá. 39 ok Quỳnh Hương. Em này 50kg đổ lại mặc vừa. Mã 00. Em này dáng dài 50kg đổ lại mặc vừa nha. Mã 00 ạ. Dáng váy nhá. Mã 00 dáng váy nhá. Nguyễn Thị Ngọc Duyên ơi 36k khi nàng chia sẻ trên 5 nhóm nhá. Em này mã 00 nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 00 đi ạ. 00 phải dài em đầu gối nhá. 00. 00 nhá. 00 ok chị Hồng Liên. Bà Hồng Liên mạng khỏe nhờ. Em này nhá. 40 thì 45kg mặc vừa. Em này mã 67 ạ. 40 này 45kg mặc vừa mã 67 nhá. 67 này 40 này 45kg mặc vừa. 67 đây ạ. 40 này 45kg mặc vừa mã 67 nhá. 67 này 40 này 45kg mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. 67 nhá. 67 ạ. 40 này 45kg mặc vừa. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 12. 67 ok chị Kim Ngân Nguyễn nhá. Chị Kim Ngân Nguyễn ơi comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Chị Kim Ngân Nguyễn comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 12. 12 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Yến Bùi chậm chân rồi. 12 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 12. Chị Phạm Hồng Vân chậm chân rồi. 12 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Rất là xinh ạ. Rất là xinh luôn ạ. 12 nhá. Em
xuống mặc vừa. 12 ok cắt tiền nhỉ. Bà vào xem cái của chị Kim Ngân Đặng. 50kg 1m63 có vừa không? Em này nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa. Kim Ngân Nguyễn, 50kg đổ xuống mặc vừa nha, mã 55 ạ. Không vừa chị ơi. Không vừa nhá, không vừa đâu. Em này mã 55 nhỉ. 55 đây. 55 nhỉ. Mã 67 là mã nào? 55 nhá, em này mã 55 ạ. 55 đây. Em này mã 55 nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 55 hay 55 phong. 55 nha, mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua sơ mi với giá là 36k nhá. Mua 5, hôm nay mua 5 em sẽ tặng 1 nhá. Vâng ạ, em xả rồi chị Kim Ngân ơi. Em này nhá, chị nào 55kg đổ xuống mặc vừa mã 23. 23 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, 23 đây ạ. 23 này dáng dài dấu quần nhá, 23. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 23 nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k. Mua 5 chiếc hôm nay em tặng 1 nhá. Hôm nay chế nào mua trên 5 chiếc em đều tặng thêm 1 chiếc nhá. Em này mã 23, 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, 23 dáng dài ạ, dấu quần nhá. 23 đây ạ. 23 nhá, 23. Em này cũng chỉ là 55kg đổ xuống mặc vừa mã 37 ạ. 37 này cũng 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, 37 nhá. Đúng rồi chị ơi. 37 nhá. 23 ok là Thúy Ngọc, Thúy Ngọc nhá. Em này mã 37, túi của chị Thúy Ngọc đây. Em này mã 37 nhá, cũng 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 37 ạ. 37 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, 37 mọi người chia sẻ bài viết giúp em nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa, mã 10 ạ. Em này là thun lạnh nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 10, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Mã 10 nhá, chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k. Mua 5 chiếc em sẽ tặng 1 nhá, hôm nay mua trên 5 chiếc em sẽ tặng thêm 1 chiếc nhá. Em này mã 10 ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 10 nhá. 10 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 10 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 10 nhá. 10 ạ. 10 nào, 10 này rất là xinh, mặc rất là mát ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 10. Mã 10 ship về Hưng Yên 30k chị ơi. Mã 10 nhá. Mã 10 ship code đồng giá 30k nha các chị nhá. Mã 10 ạ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 19. Nhưng ơi xả chị cái váy hoa phía trên là van. Hoa phía trên là van đi vì không vừa. Cái váy hoa bà xem của chị Thúy Ngọc đây à. Cái này à chị Ngọc ơi. Bà Thúy Ngọc ơi xả cái này à. Bà Thúy Ngọc ơi xả cái này hả. Bà Thúy Ngọc ơi xả em này à. Đây em này à. Bà Thúy Ngọc xả em này hả? Quần chị mặc bao nhiêu? Quần tớ đang mặc không bán nữa Quỳnh Hương ơi. Có mỗi một cái để chọn để mặc thôi. 19 ok chị Cúc Đặng nhá. Có mỗi một cái chọn để mặc thôi mà. Hết quần rồi, nhà tớ hết quần rồi. Em này 50kg. Ok ok chị Thúy Ngọc nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 08 ạ. 08 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 08 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm cho em sẽ được mua sơ mi với giá là 36k nhá. Hôm nay mua 5 chiếc em sẽ tặng thêm 1 ạ. Em này mã 08 nha, mua trên 5 chiếc hôm nay em sẽ tặng thêm 1 nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 81 ạ. 08 ok Quỳnh Nguyễn. Quỳnh Nguyễn nhá. Quỳnh Nguyễn 08 nhá. Quỳnh Nguyễn đây. Quỳnh Nguyễn 08 nhá. À, tối nay tớ ship thì tầm 3 ngày nào nhận được nhá. Liên ơi, tối nay tớ ship thì 3 ngày nào nhận được nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa đấy ạ. Mã 81 nhá. 81 đây, 50kg đổ lại mặc vừa nhá, dáng baby ạ. 81 nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 81 ạ. 81 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. 81 nhá. 81. 81. Ok chị Lovely nhá. Chị Lovely ơi, 81 đây nhá, rất là xinh ạ. 81. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 95. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 95 nhá. 95 này 50kg đổ xuống mặc vừa. Mã 95 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 95 nhá. Ship về Thái Nguyên cũng 30k chị ơi. Linh ơi làm gì mà chưa nhận được nhỉ? Tớ chưa ra bưu điện lấy bưu nên là chưa xem được xem là nó là đến đâu rồi. Em này mã 95 nhá. 95 ok chị Cúc Đặng. Áo em đang mặc hết rồi ạ. 95 ok chị Cúc Đặng nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 89 ạ.
50kg đổ xuống mọc vừa nhá. Em này mã 89 ạ. 89 này 50kg đổ xuống mọc vừa. 89 đây. 50kg đổ xuống mọc vừa mã 89 nhá. 89 đây ạ. 50kg đổ xuống mọc vừa nhá. 89 này 50kg đổ xuống mọc vừa nhá. Tối ra tớ mới hỏi nàng ơi, 6 cái tính tiền 5 đúng rồi Quỳnh Nguyễn ơi. Em này mã 89 nhá, 50kg đổ xuống mọc vừa. 89 này 50kg đổ xuống mọc vừa mã 89 nhá. Chưa gửi Linh Nguyễn ơi, đã quay cho nàng chọn lại đâu mà gửi á. Em này mã 89 nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa. Em này cũng 50kg đổ lại mặc vừa mã 14. Em này 14 50kg đổ lại mặc vừa nhá, 14 ạ. 14 này. 50kg đổ lại mặc vừa mã 14 nhá. 14 đây ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 14. Rất là xinh ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k nhá. Em này mã 14 ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này chỉ nào từ 45 đến 50kg mặc vừa mã 95. 45 đến 50kg đổ lại mặc vừa mã 95 nhá. 89. 89 ok chị Hoa Đồng Nội nhá. Chị Hoa Đồng Nội ơi comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Chị Hoa Đồng Nội comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này 45 đến 50kg mặc vừa mã 95 ạ. 95 nhá, 45 đến 50kg mặc vừa mã 95. 95, 95 ok là Quỳnh Nguyễn nhá. Quỳnh Nguyễn ở đây 95 nhá, Hoàng Hoài chậm chân rồi. 95 nhá. Em này chị là từ 40 đến 45kg mặc vừa. 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 22. 40 đến 45kg mặc vừa mã 22 nhá. 22 này 40 đến 45kg mặc vừa nhá. 22 đây ạ. 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 22. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa, mã 00 ạ. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, em này mã 00. 00 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, 00 ạ. 00 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 00 đây. Ok chị Hoa Đồng Nội nhá, hai sản phẩm trở lên này em ship nhá. Tối nếu mà 00 ok Quỳnh Hương nhá. Quỳnh Hương 00 ạ. 22 của ai đây? 22 ok chị Yến Bùi Thị nhá. Yến Bùi Thị ơi, tí chị comment lại cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Hai sản phẩm trở lên này em ship. Tối chị nào mà muốn giữ hàng ấy thì chưa muốn gửi ngay ấy, chọn mới được khoảng 2-3 chiếc mà chưa muốn gửi ngay thì nhớ phải inbox cho em là giữ hàng cho chị. Không thì hai chiếc trở lên này em đã tự động ship rồi ạ. Em này nhá, 50kg đổ lại mặc vừa mã 49. Màu đen mã 49, 50kg đổ xuống mặc vừa. Màu đen mã 49 nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 49 đây ạ, màu đen nhá. 49, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 49 nhá. 49, màu đen đây. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, em này mã 49 ạ. 49 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 49. Bốn chín màu đen nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Mã 49 nhá, mọi người chia sẻ bài viết giúp em nhá. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua với giá là 36k. Mua 5 chiếc em sẽ tặng thêm 1 nhá. Em cắm cái sạc một tí. Rồi 49 nhá, 50kg đổ lại mặc vừa mã 49 ạ. Em này chỉ là từ 45, 40 đến 45kg mặc vừa mã 19 nhá. 40 đến 45kg mặc vừa mã 19. 49 ok là ốc lát nhá. Ốc lác 49 này. Em này nhá, 40 đến 45kg mặc vừa mã 19 ạ. 19 này chị là từ 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Ok là Yến Bùi Thị. 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 19 ạ. 19 nhá. Em này free size ạ. Em này free size dáng váy nhá, mã 00. Em này free size dáng váy nhá, mã 00 ạ. Em này free size ạ, mã 00 nhá. 00 này free size nhá, 00 đây. 00 này free size nhá. 00 này free size nhá. 00 này free size ạ. Hello Duyên Duyên. 00 free size nhá. Hello Trọng Chiến. 00 ok Quỳnh Hương. Em này chị nào từ 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Mã 10. 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Mã 10 từ 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Mã 10 chồng cho em một hộp. Cho khách. 45kg mặc vừa nhá, em này mã 10.
thanh toán hóa đơn. 40-45 kg mặc vừa nhá. Xả chị cái 81 kìa Hồng. Đóng không có áo trên nào. Em hết được sexy rồi các chế ạ. Thanh toán hóa đơn đi nhanh cho không tôi. Không có đâu. Diễm em phải cài cúc áo rồi, chị lovely ok nhá. Mà xả tôi cái kẻ không của chị lovely nhá. Em này màu đỏ 50 kg đổ xuống mặc vừa. Mã 11 ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 11 nhá. 11 này 50 kg đổ xuống mặc vừa 11 dạ. 11 nhá. Nhung phẩn vãi. Anh Thảo ơi, bảo con bé qua đi. Hôm nay em không về quê được. Em vào đây em trả. Em đi vào đây nào. Em vào đây em trả hóa đơn. Mã 11 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Cho nó mát đi. 11 vâng. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 11. Em bên dưới nói chung một hộp chồng uống một hộp. Không, có một cái vị 11 nào. Em này mã 11 nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 11 ạ. Lắm mắt lắm mũi rồi đấy. Kinh chữa. Kinh chữa. 50-55 kg mặc vừa mã 08. Hai chị em ăn gì rồi? 50-55 kg mặc vừa mã 08 nhá. 4 08 này 50-55 kg mặc vừa 08. Ok bà Diễm 11 nhá. 08 ạ. 50-55 kg mặc vừa nhá mã 08. 08 này 50-55 kg mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Nó bảo đi học rồi thứ tự. Ok ok. 08 nhá. 08 ok chị Cúc Đặng. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 77. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này mã 77 ạ. 77 màu đen nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chồng đi hết đơn chưa? 77 màu đen nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 77 ạ. 77 đây. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Màu đen mã 77 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Em này chị Lào từ 40-45 kg mặc vừa nhá. Chưa nàng Phượng ơi, tớ gửi chung của nàng với cả nàng cái gì nhở? Tớ quên mất tên rồi, nàng ấy bảo là bao giờ nhở? Tối mai ship. Ờ, mai ship hay sao nhở? Mai ship hay tối nay gì ấy? Nàng bảo là tối nay hoặc mai ship. Nay đi chơi hay sao ấy? Em này mã 09 nhá, 40-45 kg mặc vừa. Mã 09 đây, 40-45 kg mặc vừa nhá. 09 ạ. 09 này 40-45 kg mặc vừa nhá. 09 đây. 09. Yến Bùi Thị ơi 10 nào vậy? 09 nhá, 40-45 kg mặc vừa. 09, Thảo Cát. Ờ đúng rồi nào ạ. Xem mãi mà chưa chốt được cái nào cho vợ thấy mới chết. Thôi đừng chốt nữa anh ạ. Em này 55 kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 60. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 60 nhá. Chất này rất là mát ạ. Mã 60 nhá. Chất đây. 60, Hello Ninh Hải Nhi, 60 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 60 nhá. 60. 60 nhá. Vậy hả, em tưởng chị gửi bưu điện. 60, Hello bà Bùi Hồng Mến, 60 nhá. 60 đây ạ. Kẻ caro. Đây đây ok nào. Ok nào Yến Bùi Thị nhá. Áo đen 77 của anh ok Thảo Heo. Ok nàng Thanh Phương nhá, Thanh Phương 60. Ok Thanh Phương 60 nhá, Nguyễn Thị Thanh Phương 60. Áo đen của Thảo Heo, Thảo Heo trên này đúng không? 09 của bà Diễm ạ. À. Ok bà Diễm nhá. Diễm ơi 09 đây nhá. Em này tay bồng nhá, 50 kg đổ xuống mặc vừa. Mã 62. 62 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 62 nhá. Chị Trinh Thúy ơi, áo em năm mặc bán rồi. Mã 62 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 62. 62 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 62 đây ạ. 62 tay bồng nhá, màu đen ạ, 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Tay chuông. Đây mã 62 nhá. Mã 62 ạ, 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 62 nhá. 62 đây. 62 nhá. Em này 55 kg đổ xuống mặc vừa. Em này thu lạnh nhá, 55 kg đổ xuống mặc vừa. Ok chị lovely 62 nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 00 ạ. 00 phải 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 00 đây. 00 giống chất áo em đang mặc nhá, 00 ạ. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 00 này. 00 đây. Thu lạnh nhá. 00 ok làm Phương cao cao nhá. Túi của Phương cao cao lúc có tôi để đâu nhỉ? Thảo Heo. Nhung tìm cho anh cái áo họa tiết như quần của Chiến đi. Không có đâu anh ơi.
Em này từ 40 đến 45 kg mặc vừa mã 22. Màu trắng nhá, 40 đến 45 kg mặc vừa mã 22. Chiến bảo không có đâu. Khốn nạn. Mã 22 nhá, 40 đến 45 kg mặc vừa nhá, mã 22. 22 đi nhá, 40 đến 45 kg mặc vừa. Em này nhá, chị nào tầm từ 45 đến 50 kg mặc vừa. 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 83. 83 nhá, 45 đến 50 kg mặc vừa mã 83. Ok Trinh Thùy nhá, để tớ tìm nhá. 83 nhá. 83 đây. 83. À đâu vừa mong em. Ok Quỳnh Nguyễn à, Quỳnh Nguyễn 22 nhá. Quỳnh Nguyễn đây 22. Duyên này cắm ống đi. 22 nhá. Hả cô Nhung, có cái gì ạ? Còn nhiều đồ chị ơi. Còn nhiều sơ mi lắm. Nay chỉ sơ mi thôi. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 20. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 20 nhá. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 20. 20 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. Diễm Hoàng Vũ Thị, Chiến về đi cho Nhung nó sexy tí. 20 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 20 đây chắc là rất là mát nhá. 20, 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 20. 20 mà. Em này mã 20 nhá, 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 20 ạ. Em này 55 kg đổ xuống mặc vừa. 50 đến 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 65. 50 đến 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 65 ạ. 65 đây. 50 đến 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, mã 65 ạ. 65 đây, 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, mã 65. Thật ra cái này hơi già một tí nên là mua cho các bà thì phù hợp hơn. 65 nhá. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 12. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 12 nhá, chất rất là mát ạ. Mã 12 nhá, 65 ok chị Lovely. 65 đây nhá các chị Lovely nhá. Em này mã 12 ạ. 12 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, chất rất là mát ạ. 12 nhá. 12, 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 12 nhá. 12 màu hồng, chất rất là mát ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 12. Em này chị là từ 45 đến 50 kg mặc vừa mã 83. 45 đến 50 kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 83. Đây 45 đến 50 kg ạ, mã 83 nhá. 83 nhá. Già hả? Đúng rồi chị Lovely ơi, hơi già. Mã 83 nhá. 83. 45 đến 50 kg mặc vừa mã 80. Số này cái này. Cái cao. Nguyễn Thị Thanh Phương 83 nhá. Thì cái này là cái này. Con ạ. Dạ. Cái nón là cái đống hàng nó chạy về cái già nó mất cái nón. Cháu con không để ý nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 75. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 75 nhá. Em ơi hai nay vào giờ nào thế chị ơi, tầm trưa đến chiều nhá. Tầm từ 11 giờ trưa. Đây là số con ná. Em này mã 75 nhá, uống như cao cao ấy. Được không? Em này mã 75 nhá, 50 đến 55 kg mặc vừa nhá. Mã 75 đây. 75 ok chị Thu Quyên Chu nhá. Chị Thu Quyên Chu có mình luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Hai sản phẩm trở lên này em ship ship nhá chị Thu. Nhưng mắt làm mở tí nhá. Vâng. Ok chị Thu Quyên Chu nhá, Thu Quyên Chu có mình luôn cho em số điện thoại địa chỉ ạ. À. Em sơ mi trắng này 50 đến 55 kg mặc vừa. 50 đến 55 kg mặc vừa. Em này 50 đến 55 kg mặc vừa mã 99 ạ. Em uống cái gì còn là uống cái nào tốt nhỉ. 50 đến 55 kg mặc vừa nhá. Mã 99 ạ. Rất là xinh nhỉ. Chất này rất là mát nhá, 99 ạ. 99 ok chị Thu Quyên Chu nhỉ. Thu Quyên Chu ơi, con mời luôn cho em số điện thoại về chị ạ. Em này chỉ là từ 40 đến 45 kg mặc vừa mã 29. 40 đến 45 kg mặc vừa mã 29 ạ. 29 này 40 đến 45 kg mặc vừa mã 29 chiến này. Biết người khác cũng thèm ăn không? 29 nhá, 40 đến 45 kg mặc vừa nhá, 29 ạ. Em này chị là từ 45 đến 50 kg mặc vừa mã 12. 12 từ 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 12 ạ. 12 này từ 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 12. Có đệ phục vụ nước uống tận mồm. Ok chị Thu Quyên Chu nhá. Sướng sướng quá chế ạ. Mã 12 nhá. Em này mã 12, 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 12.
12 này bánh bèo rất là xinh ạ. 12 nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 13. 13 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, chất rất là mát ạ. 13 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 13 đây. 13 này chất rất là mát nhá. 50kg đổi lại mặc vừa mã 13. Hàng của mình là hàng hàng si chị ơi. Mã 13 nhá. 13 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Rất là mát. Ok chị Thu Quyên Chu. Em này cũng 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Anh Thảo chậm chân rồi. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 92. 92 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Đây là đằng sau ạ. 92 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 92 ạ. 92 nhá. Lên mã dài. Ok đợi mình tí nhá. 92. Nàng Trinh Thùy ơi, nàng đang hỏi cái nào đây ạ? 50kg đổ xuống mặc vừa mã 92 nhá. 92 này 50kg đổ xuống mặc vừa. Rất là xinh luôn, 92. Chất cái này mặc rất là mát ạ. Đây đằng sau đây. 92 ok bà Diễm nhá. Mỏi mồm à? Mỏi lắm chứ. Em này chị đào từ 50 đến 100 cân vừa. 50 đến 55kg mặc vừa nhá, mã 80 ạ. 50 đến 55kg mặc vừa. Mã 80 cho chị nào từ 50 đến 55kg mặc vừa nhá. Rất là xinh luôn ạ. 50 đến 55kg mặc vừa nhá, mã 80. 80 đây ạ, 50 đến 55kg mặc vừa nhá, rất là xinh ạ. 80 nhá, mã 80. Sanach nè. Sanach đây ạ. Sanach này chị nào 50kg đổ xuống mặc vừa. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa 80 ok chị Phúc Đặng. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 43 nhá. 43 này 50kg đổ xuống mặc vừa đây ạ. 43 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 43 nhá. 43 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 43. 43 đây, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 43 nhá. Sanach rất là xinh ạ. Mã 43 nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa 43. Hello Thu Hoài. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 06 ạ. Em đi xem kịch. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 06. 06 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 06 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 06 nhá, 06 họa tiết rất là xinh ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 06 đây. 06 nhá. 06 ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 06. Em này chị nào từ 45 đến 50kg mặc vừa mã 49 ạ. 49 này từ 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Em này mã 49. 45 đến 50kg mặc vừa mã 49 nhá. 49 này. 49 nhá, 49 ạ. Em này mã 49 nhá, 49 này. 49 nhá, 49 này ạ. 49 45 đến 50kg mặc vừa nhá, 49 ạ. Em này nhá, em này mặc free size mã 20. Em này mặc free size mã 20 nhá. Mã 20 này mặc free size nhá. 20 đây. 20 này free size nhá. 20 này free size. 20 này mặc free size nhá. 20 này mặc free size ạ. 20 này mặc free size nhá. 20. 20 đây ok chị Nguyễn Quỳnh nhá. 20 ok chị Vân Đoàn. Chị Vân Đoàn hình như. Chị Vân Đoàn hình như sáng nay mình mới bọc xong. Ok chị Vân Đoàn nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 19 ạ. 19 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 19 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ok chị Vân Đoàn, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 19 ạ. 19 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 19 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 19 ạ. 19 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 19 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 19 nhá. Em này 50 đến 55kg mặc vừa mã 04 ạ. 50 đến 55kg mặc vừa mã 04 nhá. 19 ok chị Thu Quyên Chu. Em này mã 04 nhá. 04 này 55kg đổ xuống mặc vừa. 04 dáng dài nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 04 ạ. Em này nhá, 46kg đổ xuống mặc vừa mã 39. 46kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 39. 39 này 46kg đổ xuống mặc vừa nhá, 39 đây. 39 nhá. 39 này 46kg đổ xuống mặc vừa nhá, 39 ạ. À.
Em này nhá, 50 đến 55 kg mặc vừa, mã 23. 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, em này mã 23. 23 nhá. Em này 50 kg đổi xuống mặc vừa. Em này 50 kg đổi xuống mặc vừa mã 67 ạ. 50 kg đổi xuống mặc vừa nhá, em này mã 67. 67 này 50 kg đổi xuống mặc vừa nhá, mã 67 ạ. 67 màu trắng nhá. Dáng dấu quần nhá. 67 nhá, 50 kg đổi xuống mặc vừa mã 67 nhá. 67 đây. 50 kg đổi xuống mặc vừa nhá, em này mã 67 ạ. Em này 50 kg đổi xuống mặc vừa mã 50. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, em này mã 50 ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa đây. Em này mã 50 nhá, sơ mi hoa này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 50 nhá. 50 ạ. 50 nhá. Em này ạ, 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 07. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 07, lấp ly em bỏ rồi ạ. 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, em này mã 07 ạ. 50 đến 55 kg mặc rất là xinh ạ. Mã 07 nhá. 07 đây. 07 nhá, 07 đây ạ. 07 nhá. 07 đây. 07 ok chị Nguyễn Thanh Phương nhá, Nguyễn Thị Thanh Phương. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 08 ạ. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, em này mã 08. 08 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 08 đây ạ. 08 đây, 08 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 08 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ được mua sơ mi với giá là 36k nhá. 08 một cây thảo heo. Bình thường mua vẫn 36. Chia sẻ 5 nhóm cũng 36. Em này chị nào 52 53 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52 53 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 08 ạ. 55 vẫn mặc được nhá, 08 đây. 08 chắc là rất là mát ạ, 08 nhá, 55 vẫn mặc được nhá, 08. Cái vừa tôi bỏ chụp tôi để đâu ấy nhỉ? 08 nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ, 08. Chiếc này rất là mát luôn, Trinh Thùy ơi. Trinh Thùy, cái này mặc rất là xinh này. Nàng Trinh Thùy ơi, 08 nhá. 08. 08 nhá. Nhung lấy chồng rồi à, chị Thúy Ngọc hay chưa, người yêu em. 08 nhá. Chiến đã bảo yêu đương gì giờ này? Em này 50 kg đổ lại mặc vừa mã 11. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 11. Áo như tôi đã mặc hết rồi nào ơi. 11 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 11 sơ mi trắng này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 11 ạ. 11 nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 11 nhá. Em này chất voan nhá. 11 này là voan nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 11 ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 11 ok Hoàng Hoài nhá. Nhung chậm chân hơn Hoàng Hoài rồi. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 88. 88 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 88 này 50 kg đổ xuống mặc vừa đây ạ. 88 nhá. 88 này 50 kg đổ xuống mặc vừa. 88 chân này rất là mát luôn. Ôi. 88 bị lỗi rồi. 88 bị lỗi rồi em bỏ nhá. Chị Trinh Thùy ơi, chị Thùy không thích ngắn tay à, 88 bị lỗ rồi em bỏ nhá, không chốt 88 đâu ạ. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa. Em này sơ mi màu đen nhá, 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 98. 50 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 98 ạ. 98 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 98 đây. 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 98 ạ. 98 nhá. 98. 98 nhá, 98. Cho anh cái 88 về anh phá nào. Phá gì hả anh Thảo? Mọi người ơi, khi nào 2 giờ bỏ em nhá, em sẽ làm giờ vàng 1 tiếng nhá. Khi nào 2 giờ bỏ em nhá, em sẽ lên giờ vàng ạ. 2 giờ em sẽ lên giờ vàng nhá, dạ. Chế nào thích giờ vàng không? Để em có lên giờ vàng nào. Màu đen nha, mã 98. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 08 ạ. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 08 nhá. 08 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá, 08 ạ. Mọi người khi nào 2 giờ bỏ em nhá, em lên giờ vàng nhá. Em này mã 08. 08 đây ạ. 08 nhá. Giờ vàng giá sao? 08 nhá. 08 ạ, em này mã 08 nhá.
08 đây. 08 nhá, 08 ạ. 08 này 50kg đổ xuống mọc vừa nhá, 08. 08, ok, hello bà trà. Giờ vàng bán giá sao đây hả Chiến? Cho Chiến đặt một con số đi. 63. Chiến bảo giờ vàng bán 63. Em này 50kg đổ xuống mọc vừa, mã 80. 80 nhá. 80 nhá, 80 ạ. 80 này 50kg đổ xuống mặt vừa nhá, 80. 80 nhá. 80, có gì cho chị không? Chị Trà ơi, chị mặc cái gì ạ? 80 nhá. 80 này 50kg đổ xuống mặt vừa nhá, 80 nhá. Khi nào 2 giờ em sẽ lên là giờ vàng nhá. Bí mật giá đến giờ đấy luôn nhá. Em này mã 80. 80 đây ạ. 80 nhá. 80, em chỉ lên giờ vàng 1 tiếng thôi nhá. 80 nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 80. 55kg mặc vừa 08 không? Không vừa đâu em ơi. Em này đây. Em này nhá, 56-57kg đổ xuống mặc vừa mã 22. 56-57kg đổ xuống mặc vừa mã 22 nhá. 22 đây, 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 22 ạ. 22 này, 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá, 22. 22 nhá. 22 ạ. 22 nhá, 22. 22. Baby không còn đâu nàng ơi. 22 nhá, 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 22. Khi nào 2 giờ mọi người bảo em lên giờ vàng nhá. 22. Em sẽ lên giờ vàng đến 3 giờ thôi ạ. 22 nhá. Tất cả những chị nào mua hàng giờ đấy em sẽ đếm từng chiếc một tính giá là giờ vàng nhá, không phải tất cả đều theo giờ vàng đâu ạ. Xinh không? Nay Nhung xinh gái không Chiến? Quá Chiến ơi, đang như xinh gái không? Quá chị. Mỗi hôm nay thôi nhá. Mỗi hôm nay thôi. Thế mọi hôm thế nào? Em này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 22. Nhung kêu giờ vàng mọi người đợi hết rồi. Chuẩn rồi, chết rồi. Mà giờ lên mã mọi người không chốt nữa à. Mọi người đang đợi giờ vàng để chốt đây. Chết tôi rồi. Mấy phút nữa nhờ. Ba phút nữa giờ vàng à? Thế mọi người đợi luôn giờ vàng nhá, chia sẻ giúp em nhá. Để em ghi bình luận luôn ạ. Duyên giờ vàng bán không đi được. Tám. Hai tám là đẹp số. Rất là xinh luôn. Đến giờ vàng chưa? 3 phút nữa. Chơi luôn đi chị. Có cái nào hay hay không khoe anh? Đầy cái hay luôn. Giờ vàng mọi người chia cho em nhá. Giờ vàng giờ bạc luôn đi. Ok Quỳnh Hương. Giờ vàng em sẽ ghi nhá, những chị nào giờ vàng được bao nhiêu chiếc em sẽ ghi riêng thôi nhá. Một tiếng thôi nhá, hôm nay em chỉ lên một tiếng thôi, 2 giờ anh bận rồi. Bây giờ sắp 2 giờ rồi và anh kêu 2 giờ anh bận rồi. 28k giờ vàng. Tặng một cho tất cả các khách mua giờ này nhá. Tặng một cái cho tất cả các khách. Tất cả các khách mua giờ này à? Mua giờ vàng. Rồi ok, giờ vàng nhá. Còn mấy phút cuối đây. Các chị ơi, giờ vàng nhá. Sẽ được mua với giá là 28k. Và tất cả các chị mua giờ này sẽ được tặng thêm một chiếc. Dù là một giờ thì cũng được tặng thêm một chiếc. Ok Thanh Phương, 5 chiếc đấy rồi nhá. Bây giờ là bắt đầu là mua của giờ này. Mua của một tiếng này sẽ được tặng thêm một chiếc nhá. Nghĩa là tất cả các khách mua giờ này không cần biết là bao nhiêu chiếc đều được tặng thêm một chiếc. Trong giờ này nhá. Trong giờ này nhá. Tất cả các khách mua một chiếc em cũng tặng thêm một chiếc nhá. Nghĩa là giờ này tất cả các khách đều được tặng thêm một chiếc nhá. Những khách nào mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Khi nào đến 3 giờ thì bảo em nhá. Sao giọng vợ đanh thế? Sao giọng vợ đanh thế? Giọng vợ đanh thế là cùng chứ. Eo. Giọng em đanh thế là cùng chứ. Tất cả các chị mua giờ này đều tặng thêm một chiếc nhá. Dù mua một chiếc cũng được tặng thêm một chiếc nhá. Mua của giờ này mới được tặng thôi ạ. Bắt đầu tính từ bây giờ nhá. Bắt đầu tính từ phút này luôn nhá. Làm thế nào để ghi giờ vàng của bây giờ nhỉ? Xé từ dưới ra. Em này nhá. Em này mã 80 nào. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 80. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 80 nhá. Giờ vàng 28k. Mua
mua một chiếc hay bao nhiêu chiếc đều được tặng thêm một chiếc nhá. Tất cả các khách mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Ok chị Thủy Sinh Nguyễn nhá, Thủy Sinh Nguyễn comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Thủy Sinh Nguyễn comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Tất cả các khách mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc và được mua với giá là 28k giờ vàng nhá. Đều được mua với giá là 28k của giờ này hết nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Ok Thủy Sinh Nguyễn đừng ai like nữa, mạng nhà em chậm rồi. Em này nào, em này mã 12, 50kg đổ lại mặc vừa mã 12, chia sẻ giúp em đi ạ. Mã 12 này 50kg đổ lại mặc vừa này. 12 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá, chị Hương Lan em có thấy chị nhá. 12 đây, 50kg đổ lại mặc vừa mã 12 nhá. 12, anh mua áo em đang mặc, cởi ra cho anh nhé, mã 12 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi. 12 nào. 12 nhá. Em này 46kg đổ xuống mặc vừa mã 99. 46kg đổ xuống mặc vừa mã 99 nhá. Chị Quỳnh Như Phan ơi em ship rồi. Em này mã 99 nhá, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Giờ vàng sẽ được mua với giá là 28k, mua bao nhiêu chiếc cũng được tặng thêm một chiếc nhá. Em này đến 3 giờ là giờ vàng thôi nhá. Em này mã 99. Hương Trần ơi em có thấy chị nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 50. 50kg đổ lại mặc vừa mã 50 nhá. Em này mã 50 đây, 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 50 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Hôm nay không có đầm chị ơi, áo sơ mi thôi ạ. 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 50 luôn ạ. Nhanh lên chia sẻ giúp em nào. 50. Em này tiếp nào, em này mã 39 nhá. 45kg đổ lại mặc vừa mã 39 ạ. 45kg đổ lại mặc vừa mã 39. Ok, làng Phan Phan Thu Thảo 99 ạ. Phan Thu Thảo 99 này. 50 ok Thủy Sinh Nguyễn nhá. Phan Thu Thảo ơi tranh thủ dọn chọn hàng giờ này đi nhá. Giờ này được tặng thêm một chiếc đấy ạ. Mày có được mua với giá 28k thôi. Em này mã 39 nhá. 39 ok làng Quỳnh Nguyễn nhá. Phan Thu Thảo với cả làng ừ Phương Cao Cao là một đấy. Cái là bà ghi túi mới của Quỳnh Nguyễn nhá. Quỳnh Nguyễn trong giờ vàng đó. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 33. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 33 nha. Chia sẻ giúp em đi các chị ơi. 33 nha, giờ này được mua với giá 28k. Và tất cả các khách đều được tặng thêm một chiếc nhá. Em này mã 33. 33 đây, 33 nha. 33, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 33 nhá. Tất cả các chị mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. 33. Em này mã 44 nhá. 52-53kg đổ lại mặc vừa mã 44 ạ. Mã 44 đây, 52-53kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 44 ạ. 52-53kg đổ lại mặc vừa mã 44 nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ. 44 nhá, 44 ok Quỳnh Hương. Quỳnh Hương làm luôn túi mới đi. Túi mới đi. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 01. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 01 nhá. 01 này 55kg đổ lại mặc vừa đây. 01 nhá, 01 55kg đổ lại mặc vừa đây ạ. Giờ này là giờ này được mua với giá là 28k. Tất cả các chị mua hàng đều được tặng thêm một chiếc nhá. Chị ơi em ở nhà 8 ngõ 44 Nguyễn Phúc Lai Đống Đa Hà Nội ạ. Hết một tiếng mọi người bảo em nhá. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 91. 91 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. 91 đây. 55kg đổ lại mặc vừa mã 91 nhá. 91 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 91 ạ. 91 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá, 91. 01 à? 01 ok chị ạ. Hồng Trần nhá. Hồng Trần ơi comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Thủy Sinh Nguyễn ơi em có Shopee nhá. Em có Shopee ạ. Em này chị là từ 40 đến 45kg mặc vừa. Em này mã 22. 40 đến 45kg mặc vừa mã 22. Ok Hồng Trần 91 nữa ạ. Hồng Trần comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này mã 22 nhá. 45kg đổ lại mặc vừa mã 22 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 22 nhá. Giờ này được mua với giá là 28k. Và tất cả các khách mua giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Nhớ là giờ này tất cả chị là mua một chiếc, hai chiếc đều được tặng thêm một chiếc hết ạ. Ok Thủy Sinh 22. Em này ạ. Em này chị là từ 40 đến 50kg mặc vừa. 40 đến 50kg mặc vừa mã 23. 40 đến 50kg mặc vừa mã 23 nhá. 23. Áo tôi có người bán rồi. À có người mua rồi chị ơi. 23 nhá. 23 đây. Ok là Hồng Trần. Tất cả các chị mua hàng nhớ con nói cho số điện thoại với chị ạ. 23 nha, 45 đến 50kg mặc vừa. Em này 50kg đổ lại mặc vừa. Ốc lác 23, ốc lác được một chiếc rồi này. 23 nha. Em này 50kg đổ lại mặc vừa, dáng dài mã 01. Em này mặc dấu quần nha, 01.
01 đây. 01 đây, 50 kg đổi lại mặc vừa nhá, 01. Nhanh cái nào chia sẻ giúp em nào, 01 nhá. Chị Lấp Ly em có thấy chị. 01 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 01. Vũ Thanh ơi 60 kg có. Linh đàm á. Đàm hình như là tầm 4 giờ. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 45 đến 50 kg mặc vừa nó 81. 81 này 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, 81 01 ok. Nguyễn Thị Thanh Phương. Nguyễn Thị Thanh Phương bà lọc lên chưa. Em này mã 81 nhá, 45 đến 50 kg mặc vừa mã 81 nhá. Nhanh lên mọi người chia sẻ cho em đi nào. 81 nhá. Em này 45 đến 50 kg mặc vừa mã 00. 45 đến 50 kg mặc vừa mã 00 nhá, chuẩn bị đi cho chị kia. Sau này có cái một bằng trái này. Không nặng đâu đâu. Mã 00 nha, 45 đến 50 kg mặc vừa nha, mã 00. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ tối chồng đón em sớm. Chia sẻ trên 5 nhóm sẽ giờ vàng nhá, giờ vàng là 28k. Tất cả các chị mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Tất cả các chị mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. 00 ok, chị Teresa Nguyễn Huyền nhá. Huyền ơi có mượn luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Ok, đúng rồi chị Phương Nguyễn ơi. Chị Phương chồng chê tặng thằng béo này này con lấy không? Béo lắm mày, người ta dám lấy. Đi về. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 36 ạ. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 36. Cầm hóa đơn, cầm hóa đơn về chốc về. 36 nhá, 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 36 hay 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, 36. Em này nào, em này 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 21. Anh mới giao được một cái đơn cho em thôi. 120 nghìn thôi. Thì giờ vàng, chị ơi là giờ này chị ơi. Bình thường là 48k, chia sẻ 5 nhóm còn 36k. Cứ giờ trời nắng là giờ 28k vàng. Giờ vàng nhá. Giờ vàng này là 28k. Và tất cả các chị mua đều được tặng thêm một chiếc ạ. Em này mã 21. 21. Vâng vâng. Dạ. 40 đến 45 kg mặc vừa mã 62. Bye bye chồng. Mã 62 nhá. Bye bye chồng. Anh cầm cái đơn Long An này anh đi khoảng tầm tuần sau anh về nhá. 62 nhá. 62 đây, 21 ok là Lê Thảo nhá. Lê Thảo có mừng luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Các bạn chú ý là giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Em này mã 62, 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. Mã 62 đây. 62, 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. 62 ạ. Em này từ 45 đến 50 kg mặc vừa. Em này mã 69. 69 chất này rất là mát luôn, 69 nhá. 69 ạ. 69 nhá. Đúng rồi Thư Dương ơi. Thư Dương ơi đúng rồi nhá, em này mã 69 nhá. 69 đây ạ. 45 đến 50 kg mặc vừa mã 69 nhá. Em này 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 81. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 81 nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 81. 69 ok làng Thủy Sinh. 81 này 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 81 này 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. Em này chị nào từ 50 đến 55 kg mặc vừa mã 55. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 55 nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 55 ạ. 55 chất này rất là xinh luôn, rất là mát ạ. 55 nhá, mọi người chia sẻ giúp em nhá. Em này mã 55 nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, mã 55 nhá. Khi nào 3 giờ mọi người nhớ nhắc em để dừng like nhá. 55 nhá. Nhớ là mua hàng giờ này đi được tặng quà đấy ạ. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 37. 81 ok chị Cúc Động. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 37 nhá. Hôm nay chỉ có áo sơ mi thôi chị ơi. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 37 nhá. 37 đây ạ. 55 kg đổ lại mặc vừa nhá. 37. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 37 nhá. 37 ạ. Em này 50 kg đổ lại mặc vừa mã 10. Chất này rất là mát nhá. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 10 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em nhá. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 10 nhá. Giờ vàng tất cả các chị mua hàng đều được tặng quà nhá. Tất cả các chị mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Em này mã 10. 37 ok chị Lê Thảo nhá. Lê Thảo ơi có mượn cho em số điện thoại và địa chỉ chưa? Em này mã 10 nhá. Mã 10 ạ. À Lê Thảo rồi. Em này mã 10. Mã 10 nhá, mã 10 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 10. 10 chất này rất là mát luôn ạ. 10 ok chị. Chị Huyền nhá, Huyền có mượn luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Yeah. Chị Tê Sa kia mình có Huyền đấy. Thôi cầm về đi. Ok ok chị Lê Thảo em thấy rồi. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 14 nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 14. Nhanh lên giờ vàng nào. Mã 14 nhá, giờ vàng tất cả các chị mua hàng đều được tặng thêm một chiếc nhá. Em này mã 14 ạ. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 14 nhá. 14 này. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 14 nhá. 14 ạ. Em này 50 kg đổ lại mặc vừa mã 29. 29 này 50 kg đổ lại mặc vừa nhá. 29 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ.
29 này cũng 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 29. Em này 55kg đổi lại mặc vừa mã 44 ạ. À. Em này 55kg đổi lại mặc vừa mã 44 nhá. 44 này 55kg đổi lại mặc vừa đây. 44 đây nhá. 44 này 55kg đổi lại mặc vừa nhá. 44 ạ. À. 29 ok đằng Thu Phương. Em này 50kg đổi lại mặc vừa. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 20 nhá. 50kg đổi lại mặc vừa mã 20 đây. 20 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 20 ạ. 20 đây, 50kg đổi lại mặc vừa mã 20 nhá. Nhanh lên chia sẻ và biết giúp em nào. 20 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 20 ạ. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 22. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 22 nhá. Ok chị Thúy Ngọc 20. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 22 nhá. 22 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, chị Phương Đinh nhận chân rồi. 22 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 22 đây ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 12. 22 ok là ốc lát. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 12 ạ. 12 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 12 nhá. Đúng rồi Phương Thanh ơi, đợt trước là nó tặng một chiếc rồi nhá. Mua của giờ này được tặng thêm một chiếc nữa. Giờ này em bảo rồi, giờ này tất cả các chị mua hàng giờ này của em đều được tặng thêm một chiếc mà. Em này mã 12 nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa. 12 nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 24. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 24 nhá. 24 này 50kg đổ xuống mặc vừa 24. Cài còn lệch cúc. 24 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 12. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 12 nhá. Con nàng ơi mua hàng giờ này được tặng thêm một chiếc ấy, tranh thủ mua đi. Lại có đơn mua với giá rẻ. Lại lượn đi lượn lại. Em này mã 12 nhỉ? 12 đây. 12 đây nhỉ? 12 đây ạ. 12 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 12 đây ạ. Em này 45kg đổ xuống mặc vừa mã 19. 45kg đổ xuống mặc vừa mã 19 nhỉ? Đúng rồi chị Thúy Ngọc ơi. 24 ok làng Huyền nhỉ? 19 ạ. 24 của chị Huyền này. 19 nhỉ? Ok chị Huyền. Em này mã 19, 45kg đổ lại mặc vừa. Em này 50kg đổ lại mặc vừa. Em này mã 72. 50kg đổ lại mặc vừa mã 72 nhá. 72 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá, 72 ạ. À. Mua giờ này được mua với giá là 28k và được tặng thêm một chiếc nhá. Em này mã 72 nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 43. 50kg đổ lại mặc vừa mã 43 nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 43. Ok chị Vân Đoàn 72. Ok Quỳnh Nguyễn 19 nhá. Em này mã 43 nhá, 43 đây. Chị Hoàng Ngọc à, chị Hoàng Bích chậm chân rồi, 43 nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 06. 06 hay 50kg đổ lại mặc vừa nhá, họa tiết đây ạ. 06 hay 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 06 ạ. Sơ mi trắng hay 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 06 ok ok nàng. 06 nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa 06 ạ. Em này ạ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 49. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 49 nhá. 49 đây ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa, ok thủy sinh 06. Em này mã 49 nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 49 ạ. 49 rất là xinh luôn, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 49, để nước ở đâu ấy, cẩn thận đổ nhá. 49 nhá. 49 ok chị Vân Đoàn. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 83. 83 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 83 đây ạ. 83 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 83. Em này cũng 50kg đổ xuống mặc vừa mã 90. 90 này cũng 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 90. 90 màu đen nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa. 90 nhá. 90 ạ. 90 áo màu đỏ bao nhiêu kg vừa cho xem lại. Áo này 50kg đổ xuống mặc vừa chị ơi. 55 có, 55 nhiều mà chị. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 12 nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 12 ạ. 12. Em này chỉ là 55kg đổ xuống mặc vừa mã 33. 33 dáng dài nhá, 55kg đổ xuống mặc vừa. 33 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 55-56kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 33. 33 này 55-56kg đổ xuống mặc vừa nhá, dáng dài rất là xinh ạ. 33 nhá. 33. Em màu trắng này 55kg đổ lại mặc vừa mã 00.
33 ok, chị Giang Nguyễn nhá. Chị Giang Nguyễn ơi, comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Chị Giang Nguyễn comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này mã 00. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. Chị Hương chậm chân rồi, 00 phải 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 00. 00 phải 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 00. Em này dáng dài, 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 27. 27 mặc thành váy nhá. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 27 nhá. 27 này 55 kg đổ xuống mặc vừa đây ạ, mặc dáng váy nhá. 55-56 kg đổ xuống mặc đều được ạ. 27 nhá. 27 đây. 55-56 kg đổ xuống đều mặc được nhá. 27 ạ. 27 rất là xinh, 27 nhá. 27 này dáng váy rất là đẹp ạ. Em này 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 04. 27 ok Quỳnh Hương. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 04 nhá. 04 này 55 kg đổ xuống mặc vừa. Chị Nhung chậm chân rồi, 04 này 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 04. Lê Thảo cũng chậm chân rồi, 04 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này chị nào 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 23, 04 ok Lê Thảo. 23 nhá, em này mã 23, 50 kg đổ xuống mặc vừa, 23 nhá. Em này 55 kg đổ lại mặc vừa mã 67, 55 kg đổ lại mặc vừa mã 67 nhá, 67. Vũ Hằng ơi, tôi thấy comment của nàng đâu, 67 nhá, 67 đây. 67 này 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 67. 27 không thấy Vũ Hằng, Vũ Hằng ơi. Em này mã 67 nhá, 67 đây. 67 ok chị Hương Lan nhá. Hương Lan ơi, chị comment lại cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Hương Lan comment lại cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này ạ, 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 33. 55 kg đổ xuống mặc vừa mã 33 nhá. 33 này 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 33 nhá. Tất cả các khách mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Em này mã 33. 33 đây ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 33 nhá. Em này nhá. Em này 52-53 kg đổ lại mặc vừa mã 53. 52-53 kg đổ lại mặc vừa mã 53. Ok Hương Lan, Hương Lan không inbox cho mình sớm, hàng nó sẽ bị xả nhá. Hôm qua hình như nàng cũng chọn nhưng mà bị xả rồi, bởi vì nó không có inbox gì cho mình hết. Hôm qua hay hôm kia gì ấy. Em này mã 53 nhá. 53 đây ạ. 53 ok Hương Lan. Em này 50 kg đổ lại mặc vừa mã 60. 60 này 50 kg đổ lại mặc vừa nhá, 60 đây. 60 này 50 kg đổ lại mặc vừa nhá, 60 ạ. 60. Em này 55 kg đổ lại mặc vừa mã 70. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 70 nhá. 70 này 55 kg đổ lại mặc vừa đây ạ. 70 đây, 55 kg đổ lại mặc vừa mã 70 nhá. 70 cổ chữ V nhá, 60 ok Thanh Phương. 55 kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 70 ạ. 70 nhá. Khi nào hết giờ vàng mọi người báo em nhá. Mã 70 ạ. Em này mã 70 nhá. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 70. Em này 50 kg đổ lại mặc vừa mã 95 ạ. 95 này 50 kg đổ lại mặc vừa nhá. 95 này 50 kg đổ lại mặc vừa nhá, 95 ạ. 95 ạ. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 95 nhá. Em này chị nào từ 40 đến 45 kg mặc vừa mã 49 ạ. Ok là Hương Lan. Em này nhá, em này chị là từ 40 đến 45 kg mặc vừa mã 49 nhá. 40 đến 45 kg mặc vừa mã 49. 95 ạ. 95 ok chị ạ. Hoàng Thị Bích 95 nhá. Hoàng Thị Bích 95 này. Ừ Hoàng Thị Bích ơi, comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Phương Bùi 70, chị Phương Bùi comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Phương Bùi comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Khách mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Dù các chị mua một chiếc nhưng mà mua hàng của giờ này lên là đều được tặng thêm một chiếc nhá. Hai chị vui lòng comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Em này 50 kg đổ lại mặc vừa mã 98. 98 này 50 kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 98 ạ. 98 đây. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 98 nhá, 98 màu đen ạ. Em này 50 kg đổ lại mặc vừa mã 08. 08 này 50 kg đổ lại mặc vừa nhá. 08 này 50 kg đổ lại mặc vừa, 08 này rất là xinh ạ. 50 kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 08. Em này cũng 50 kg đổ lại mặc vừa mã 75. 75 này cũng 50 kg đổ lại mặc vừa nhá. Ok chị Phương Bùi. Ok chị Bích nhá. Đúng rồi chị Diện một lần ơi, đúng rồi nhá. Vân Đoàn 08 ok chị Vân Đoàn. Em này mã 75 nhá, cũng 50 kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 75 ạ. Em này 50 kg đổ lại mặc vừa mã 09. Em 50 kg đổ lại mặc vừa mã 09 nhá. 09 này 50 kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 09. 09 này 50 kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 09 ạ. 09 màu trắng nhá. 50 kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này cũng 50 kg đổ lại mặc vừa mã 80.
80 nhá. 75 ok Hoàng Hoài. Em này mã 80 nhá. 80 này cũng 50kg đồ đài mặc vừa nhá. 80 chất này là chất thô lạnh nhá. Rất là đẹp ạ. 80 nhá. Tất cả các chị mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Nên là vui lòng chọn đi ạ. 80 nhá. 50kg đồ đài mặc vừa 80. Em này mã 65. 5253kg đồ đài mặc vừa mã 65 nhá. 65 đây. 5253kg đồ đài mặc vừa mã 65 nhá. Chị ơi sơ mi giờ vàng 28k. Thúy Sinh à. Thúy Sinh 80. Ok chị Thúy Sinh nhá. Cực là đẹp luôn ạ. Em này mã 65 nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 00. 50kg đổ lại mặc vừa mã 00 nhá. 00 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 00 đây. 50kg đổ lại mặc vừa. Em này chị nào từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 92. 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Em này mã 92 ạ. Từ 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 92. Em này chị nào từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 13. 00 ơi chị lớp đi. Em này mã 13 nhá, 40 đến 45kg mặc vừa nhá, 13. Thủy Sinh 92. 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 13. 13 nhá. Em này chị nào từ 50. 50 đến 60kg mặc vừa mã 88 ạ. 50 đến 60kg mặc vừa mã 88 nhá, ok chị Thủy Sinh. 88 nhá, Thủy Sinh đây nữa. 88 nhá, 88 đây ạ. 50 đến 60kg mặc vừa nhá, mã 88 chị cũng tặng chậm chân rồi, 88 nhá. 88, 92 chị ạ. Chỉ là dối lòng ơi, chậm chân rồi, đúng rồi, giờ này chỉ 28k nhá. Em này mã 88 ạ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 83. 50kg đổ lại mặc vừa mã 83 nhá. 83 đây, ok, Oanh Phạm 88 nhá. Oanh Phạm ơi, có mượn luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc chị nhá. Em này mã 83, 50kg đổ lại mặc vừa mã 83 nhá. 83 đây. 83, 50kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 83. Em này 55kg đổ lại mặc vừa. Mã 49 ạ. 49 nhá, 83 ok Hồng Trần. Hồng Trần có đơn rồi đúng không? Em này đây nhá, rất là xinh ạ. 83 chị Hồng Trần chốt được rồi ạ. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 20. 50kg đổ lại mặc vừa mã 20 nhá. 20 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 49 ok là Minh Nguyệt nhá. Minh Nguyệt ơi chị có mượn luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Mua hàng giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Nếu chỉ là mua hàng của em vui lòng comment cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Em này mã 20 nhá, 50kg đổ lại mặc vừa mã 20. 20 50kg đổ lại mặc vừa nhá, 20 nhá. 20 ok là Thủy Sinh. Áo em năm mặc bán rồi chị ơi. Thủy Sinh đây à bà. Em này 50 đến 55kg mặc vừa nhá. 50 đến 55kg mặc vừa. Em này 50 đến 55kg mặc vừa mã 77 ạ. 77 nhá, 50 đến 55kg mặc vừa mã 77 nhá. Nga Phạm ơi, em có thấy chị, mã 77 nhá, 50 đến 55kg mặc vừa nhá. Mã 77 ạ. 77 đây nhá, 50 đến 55kg mặc vừa nhá. Khi nào 3 giờ mọi người bảo em nhá. Em này 40 đến 45kg mặc vừa. Em này 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Em này mã 00. 40 đến 45kg mặc vừa mã 00. Ok chị Giang 77. 40 đến 45kg. 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Mã 00 ạ. 00 này 40 này 45kg mặc vừa nhá. 00. Em màu trắng này 50kg đổ lại mặc vừa mã 07. 07 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này 07 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 07 nhá. 07 đây, 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 07. 00 ok Thủy Sinh. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 08. 50kg đổ lại mặc vừa mã 08 nhá. Ok chị Thủy Sinh 07. 08 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em có dùng Shopee nhá. Chị nào muốn ship Shopee thì bảo em ship Shopee nhá. Ship Shopee vui lòng inbox trước cho em là ship Shopee nhá. Để em tạo đơn nhá. 08 này 50kg đổ xuống mặc vừa. 08 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này chị nào 50 đến 55kg mặc vừa mã 09. 50 đến 55kg mặc vừa mã 09 nhá. 09 đây. 50 đến 55kg mặc vừa 09. 08 ok chị Hồng Trần. 09 này 50 đến 55kg mặc vừa nhá. 09 ạ, 09 đây. Ship Shopee, Quỳnh Nguyễn ơi tí cứ inbox cho tớ nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 88. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 88 nhá. 88 này 50kg đổ xuống mặc vừa. 88 đây, 88 đây, 09 ok chị cũng tặng. 88 nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 10. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 10 nhá. Mã 10 này 50kg đổ xuống mặc vừa đây, mã 10.
50kg đổ xuống mặc vừa mã 10 nhá. Em này chị là từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 91. 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Em này mã 91 ạ. 40 đến 45kg mặc vừa. Mã 91 nhá. 91 ạ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 80. 10 ok chị Thủy Sinh nhá. Ship quận 9 30k chị ơi. 10 ok chị Thủy Sinh. Vân Ninh chậm chân rồi. 91 à? 91 ok chị Thắm chân ngắn nhá. Chị Thắm chân ngắn comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Chị Thắm chân ngắn comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. 80 ok là Quỳnh Hương. Quỳnh Hương 80 nhá. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 22. 55kg đổ lại mặc vừa mã 22 nhá. 55kg đổ lại mặc vừa mã 22. Hoa Bùi ơi, nàng chọn hàng đi để em còn chốt đơn em gửi nàng nhá. 55kg đổ lại mặc vừa mã 22. 22 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 39 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này mã 39. 39 đây, 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 39 ạ. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 81. 81 màu đen nhá. 50kg đổ lại mặc vừa màu đen ren nhá. 81 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 81 nhá. 81 ok là Nga Phạm 39 nè. Nga Phạm 39 nhá. Em này mã 81 nhá. 81 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 81 ok là Thủy Sinh. Em này 40 này 45kg mặc vừa mã 99. 40 này 45kg mặc vừa mã 99 nhá. Cúc Đặng em ship về đường Nguyễn Khoái 20k chị Cúc Đặng ơi. 99 nhá. 40 này 45kg mặc vừa nhá. Mã 99 ạ. 40 này 45kg mặc vừa mã 99 nhá. Chị Cúc à, chị Cúc ơi, nếu đơn của chị trên 500k em sẽ free ship nhá chị Cúc Đặng nhá. Đơn của chị trên 500k em sẽ free ship ạ. Em này nhá, em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 81 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 81 nhá chị ơi, giờ này mua hàng được giá 38k. À quên 28k nhá. Em này mã 81 ạ. 99 ok chị Cúc ạ. Em này mã 81 nhá. 81 ok chị Nguyệt Minh. Nguyệt Minh có một cái rồi đúng không? Minh Nguyệt hay Nguyệt Minh nhỉ? Chị Nguyệt Minh ơi, comment lại cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Hoàng Hoài chậm chân rồi. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 21 nhỉ? 50kg đổ xuống mặc vừa mã 21 ạ. Hàng Si chị ơi, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 21 nhỉ? 50kg đổ xuống mặc vừa mã 21 ạ. 21. Em này 45kg đổ lại mặc vừa mã 69. 45kg đổ lại mặc vừa mã 69. 45kg đổ lại mặc vừa mã 69 nhá, 69. Sao em bị ẩn? 45kg đổ lại mặc vừa mã 69 nhá. Yến Bùi Thị bị ẩn comment nào. 69 nhá, 45kg đổ lại mặc vừa. Em này chị nào từ 50 đến 55kg mặc vừa mã 61. 21 ok chị Hoàng Thị Bích. Có rồi. Sao em không được nhỉ? Trinh Thùy ơi, chị chưa chọn được cái nào à? Em này mã 01 nhá. 50 đến 55kg mặc vừa mã 01 nhá. 01 này dáng rộng rất là đẹp ạ. 01 nhá. 01. À 61 à, 61 hay 01? 61 nhá. Hoàng Thị Bích có rồi đấy. 01 ok An Nhiên ạ. Chị An Nhiên comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này nhá, em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 00. 50kg đổ lại mặc vừa mã 00 nhá. 00 này màu đen ạ. 00 này màu đen. 50kg đổ lại mặc vừa mã 00 nhá. 00 màu đen ạ. 00 em này màu đen nhá. Mua hàng giờ này được tặng thêm một chiếc nhá các nàng nhá. 00 Quỳnh Hương ơi, còn 30 phút nữa ạ. Ok nhá. 00 Hoa Quả Mai ơi, em có thấy chị 00 nhá. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 01. 55kg đổ lại mặc vừa mã 01 nhá. 01 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. Mai em ship cho chị nhé. Chị nghỉ đây ok chị Cúc. 55kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 01 ạ. 01 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này chị nào từ 50 đến 55kg mặc rất là xinh ạ, mã 91. 91 nhá. 91 bằng cân em mặc free size vẫn được ạ. 91 nhá. 91 đây. 91 đây nhá. Em này mã 91 ạ. Chị Minh Thảo ơi, mua giờ này được mua với giá là 28k nhá. 91. Em này chị nào từ 40 đến 45kg mặc vừa, mã 49 ạ. 40 đến 45kg mặc vừa mã 49 nhá. Oanh Phạm 91. Oanh Phạm có đơn chưa nhỉ?
Anh Phạm ơi, chị chọn được cái nào chưa nhở? Em này mã 49 nhở? Ok chị An Nhiên. Em này mã 49 nhá, 49 này 45kg đổi lại mặc vừa mã 49 nhá. Em này 50 đến 55kg mặc vừa mã 06 ạ. Em này mã 06 nhá. 06 đây, 06. 06 nhá. Chị Quỳnh Hương, mua nhiều rồi không biết mặc sao cho hết. Em này mã 06 nhá. Mỗi ngày một cái kiểu gì cũng hết bà. 50kg đổi lại mặc vừa mã 33. 50kg đổi lại mặc vừa mã 33 nhá. Mua giờ này được tặng thêm một chiếc. Anh Phạm một cái rồi, 06 ok chị Nguyệt Minh. 50kg đổi lại mặc vừa mã 33 nhá. 06 Nguyệt Minh chốt rồi. 33 Vũ Hằng chậm chân quá. 33 nhá, 33 đây. 33 ok chị Nga Phạm ạ. À. Em này nhá, em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 67. 50kg đổi lại mặc vừa mã 67 nhá. Hoa Bùi chậm chân quá. 50kg đổi lại mặc vừa mã 67 nhá. 67 màu đen ạ. À. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 60. Chiếc voan nhá, em này chiếc voan nhá, mã 60, 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 60 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, chất voan ạ. À. Mã 60 nhá. 50kg đổi lại mặc vừa. Mã 60. Em này cũng 50kg đổi lại mặc vừa mã 08. 67 ok. 67 ok chị Hoa Bùi nhá. Hoa Bùi ơi, nốt hôm nay em chốt đơn em gửi cho chị nhá. 60. Quận 11 chị Minh Thảo ơi, ship 30k nhá. 60 ok An Nhiên. 60 là An Nhiên này. Em này mã 08 nhá. 08 đây. 08 nhá, 60 An Nhiên rồi ạ. 08 nào. 08. 60 chị Hoa Cỏ Mai, em không thấy comment của chị. Em này 45kg đổi lại mặc vừa mã 75. 45kg đổi lại mặc vừa nhá. 45kg đổi lại mặc vừa mã 75 ạ. 75 này 45kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 75. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 13. 13 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này mã 13, 50kg đổi lại mặc vừa mã 13 nhá. 13, em ở Hà Nội chị ơi. Mã 13 nhá. Em này cũng 50kg đổi lại mặc vừa mã 27. 75 ok chị Hoa Quả May. Hoa Quả May ơi, comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Mua hàng giờ này được tặng thêm một chiếc nhá. 13 ok An Nhiên. Mua hàng giờ này các chị đều được tặng thêm một chiếc nhá. 13 ok chị An Nhiên. Em này mã 27 nhá, 50kg đổi lại mặc vừa mã 27 nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 72. 50kg đổi lại mặc vừa mã 72 nhá. 72 này 50kg đổi lại mặc vừa 72 nhá. 27 ok là Thu Dương nhá. Thu Dương ơi, comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. 27 Thu Dương, Thu Dương comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Hoa Quả May cũng vậy nhá. Em này chị nào 55kg đổ lại mặc vừa, ship Hà Đông 20k chị ơi. 55kg đổ lại mặc vừa mã 04, nhớ phải inbox trước cho em nhá. Em không chủ động inbox trước đâu ạ. Phương Linh chậm chân quá. Em này mã 04 nhá. 04 ạ. 04 này, 04 nhá, 55kg đổ lại mặc vừa mã 04 nhá. 04 này 55kg đổ lại mặc vừa. Em này 45kg đổ lại mặc vừa mã 91 ạ. 45kg đổ lại mặc vừa mã 91 nhá. 04 ok là Nga Phạm. 45kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 91 ạ. 45kg đổ lại mặc vừa mã 91 nhá. 91 này 45kg đổ lại mặc vừa. Em này ạ, à, em này 50 đến 55kg mặc rất là xinh, mã 81. 50 đến 55kg mặc rất là xinh nhá, mã 81. Ok, chỉ là dối lòng 91 nhá. Chỉ là dối lòng ơi, comment luôn cho em số điện thoại về chỉ lại chưa. Em này mã 81 nhá. Lại không được. 81 nhá, chỉ là dối lòng không chọn dối không. Em này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này 55kg đổ lại mặc vừa. 55kg đổi lại mặc vừa mã 10 nhá. 81 ok chị Nguyệt Minh. 55kg đổi lại mặc vừa mã 10 nhá. 10 này 55kg đổi lại mặc vừa nhá. 10 ạ. 10 55kg đổi lại mặc vừa nhá. 10 đây, 55kg đổi lại mặc vừa mã 10 nhá. Rất là nhiều sơ mi xinh ạ. Mua giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Mã 10. Em này nhá, 45kg đổi lại mặc vừa. Mã 83. 45kg đổi lại mặc vừa mã 83 nhá. Ok làng Thư Dương. 45kg đổi lại mặc vừa mã 83 nhá. Phương Đinh ơi, chị toàn bị chốt sau thôi. 10 ok Yến Bùi Thị nhá. Em này mã 83 nhá, 83. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 19 ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 19, 10 Yến Bùi Thị rồi. 19 nhá, 50kg đổi lại mặc vừa đây. 19 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 19 ạ.
50kg đổi xuống mặc vừa mã 19 nhá. Em này 55kg đổi lại mặc vừa mã 99 ạ. 55kg đổi xuống mặc vừa mã 99 nhá. Yến mời chị đây cho. 55kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 99 ạ. 99 này 55kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 99. 99 này chất rất là mát luôn ạ, 99 nhá. 99. Em này nhá. 99, 99 ok chị Nga, Nga Phạm nhá. Em này chị là 55, 56, 57kg đổi xuống mặc vừa nhá. Tầm 57kg đổi xuống mặc vừa đây ạ. Mã 20. Em này tầm 57kg đổi xuống mặc vừa nhá, mã 20 ạ. 20 nhá, tầm 57kg đổi xuống mặc vừa nhá, mã 20. 20 này tầm 57kg đổi xuống mặc vừa nhá, 20 ạ. Em này 50kg đổi xuống mặc vừa mã 29. 29 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 29 này ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị Phương Đinh ơi, do mạng nhà nàng rồi, nàng vẫn chốt sau chị Nga Phạm này. Em này mã 29 nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 29 ạ. Em này 40 này 45kg mặc vừa mã 60. 40 này 45kg mặc vừa mã 60, 29 ok Phương Đinh. 60 nhá. 45 đến 50kg mặc vừa mã 60. Đúng rồi chị Kim Trần Kim Dung ơi. 60 này từ 40 đến 45kg mặc vừa nhá, 60 nhá. Màu đen ạ. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 10. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 10 nhá. 10 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 10 đây 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 10 đây ạ. 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Chị Hoa Quả Mai ơi, chị vẫn chốt sau mà. 10 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 72. 10 ok Phương Đình. 50kg đổi lại mặc vừa mã 72 nhá. 72 nhá. 72 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Hoa Bùi chậm chân, Hồng Trần chậm chân rồi. Yến Bùi Thị đây này. Em này nhá. Em này mã 75 nhá. Mã 75 ạ. Em này 45 đến 50kg mặc rất là xinh mã 10. Em này 45 đến 50kg mặc rất là xinh nhá, mã 10. Mã 10. 72 ok Hoa Quả Mai nhá. 72 ok chị Hoa Quả Mai nhá. Em này mã 10 ạ, 45 đến 50kg mặc rất là xinh nhá. Mã 10 này 45 đến 50kg nhá. Mã 10 ạ. 45 đến 50kg mặc vừa mã 10 nhá. Em này nhá, 50 đến 55kg mặc vừa 10 ok chị Nga Phạm. 50 đến 55kg mặc vừa mã 13. 50 đến 55kg mặc vừa mã 13 nhá. 13 này 50 đến 55kg mặc vừa nhá. Chị nào mặc form rộng ấy thì bằng cân em vẫn mặc được nhá. Em này mã 13. 13 đây, 50 đến 55kg mặc vừa mã 13 nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 29. 50kg đổi lại mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 50kg đổi lại mặc vừa. 29 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 29 ạ. 29 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Em lên mã nhanh không hết giờ nhá. Em này dáng dài ạ, 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này dáng dài, 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 66. 13 ok chị Hoàng Hoài nhá. 13 ok Hoàng Hoài. 13 ok Hoàng Hoài nhá. Phương Đinh ơi, xả cái gì đấy Phương Đinh? 29 ok là Hoa Bùi nhá. Ok Hoa Bùi 29. 66 ok Hoa Cỏ Mai. Lên Hoàng Hoài này đúng không? Hoa Bùi. Đúng rồi chị Kim Dung Trần ơi. Áo 40 nhiều mà. Sáu sáu của chị Hoa Quả Mai nhá. 66 đây đúng không? Em này mã 27 nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 27. 27 là van nhá. 27 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 27. Của ai nhỉ? 27 nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 27 nhá. Chị Hạnh Nguyễn ơi, em không thấy comment của chị. 27 nhá. Hoa Quả Mai ba cái rồi đúng không? Chị Hoa Quả Mai ơi, đúng rồi nhá. 27 ạ. 27. 27 để 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 27 ạ. 27 đây. Rất là xinh. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 27 ạ. Em này nhá, em này chị nào 60kg đổ xuống mặc vừa. Mặc free size vẫn được nhá, 60kg đổ xuống mặc vừa nhá, mặc free size vẫn được. 27 ok chị nhờ. Xuân Nguyễn nhá. Xuân Nguyễn ơi, khi nào chị nhận được hàng kia, chị muốn nhận hàng mới thì chị báo em để em gửi nhá.
Em này 60kg đổ xuống mặc vừa mã 13. 13 này bằng cân em mặc free size vẫn được nhá. 13 này bằng cân em mặc free size vẫn được nhá. Tầm 4-5 cân mặc free size rất là đẹp luôn ạ. Mã 13 nhá, 13 nhá. Tầm cân em mặc free size rất là đẹp luôn ạ, 13. Em này chị nào từ 45 đến 50kg mặc vừa mã 08. 45 đến 50kg đổ lại mặc vừa mã 08 nhá. 08 13 ok chị Thu. Thu Quyên Chu nhá. Em này mã 08 nhá, 45 đến 50kg mặc vừa mã 08. Chị Nguyễn Hạnh này chốt sau rồi, Quỳnh Hương chốt sau rồi, 08 nhá. 45 đến 50kg mặc vừa 08 ok hoa quả mai. Nhớ là mua giờ này được tặng thêm một chiếc nha các chị nhá. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 91 ạ. 91 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. Chu Phương Chu chọn từ đầu sao. 91 nhá, 55kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này mã 91 ạ. 91 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. 91. 55kg đổ lại mặc vừa mã 91 nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa. 50kg đổ lại mặc vừa mã 72. 50kg đổ lại mặc vừa mã 72 nhá. 08 là không chốt được trước đâu là chỉ là dối lòng ơi. Em này mã 72 nhá. 72 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 72 ạ. Không ạ, của người ta ạ. 72 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 08. 72 ok chị Thu Quyên Chu nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 08 nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 08 ạ. 08 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 08 sơ mi bò nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 08 rất là xinh ạ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 13. 13 này 45 đến 50kg nhá. Mã 13. 45 đến 50kg mặc vừa mã 13 nhá. 08 ok Phương Đình. Chị Hoa Hồng Gai ơi, giờ này là 28k nhá. Em này mã 13 nhá, chia sẻ trên 5 nhóm cho em nhá. Giờ vàng được mua với giá là 28k nhá. Em này mã 13 là 45 đến 50kg mặc vừa ok chị Nga Phạm 13. Em này nhá. Em này chị nào? Em này chị nào tầm từ 40. 40 đến 46kg mặc vừa mã 27 nhá. 40 đến 46kg mặc vừa mã 27 Quỳnh Hoa ơi còn. 40 đến 46kg mặc vừa mã 27 nhá. Đúng rồi chị Tuyền Thương ơi. 40 đến 46kg mặc vừa mã 27 nhá. 27 ạ, à, chị nào chưa comment cho em số điện thoại và địa chỉ nhớ comment nhá. Mã 27 đây ạ. À. 27 nhá. Không comment hoặc là không nhắn tin đến cuối giờ em sẽ lúc em chốt like á, em không thấy là em sẽ xả. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 99. 99 này mặc free size được nhá. 55kg đổ lại mặc vừa mã 99 ạ. À. 99 nhá. 27 ok là ạ. 27 ok. Ok Yến Nguyễn nhá. Yến Nguyễn ơi chị comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. À. Chị Yến Nguyễn comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này mã 99 ạ. À. 99 này 55kg đổ lại mặc vừa mã 99 nhá. 99 ok hoa của mày. Hoa hồng gai chậm chân rồi, hoa của mày đây đúng không? Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 19 ạ. 19 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 19 này. 19 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 19 50kg đổ lại mặc vừa. 19 đây ạ. 19 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 19 nhá. Mạng mình chậm, khuyên dương mạng chậm à. 19 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 19 ạ. Em này nhá 50 đến 55kg mặc rất là xinh mã 67 ạ. 50 đến 55kg mã 67 nhá. Hoa quả may 19 ạ. Mã 67 nhá, 50 đến 55 rất là xinh nhá. Hoa quả mai ơi, chọn đi, tranh thủ chọn đi, nhiều em xinh lắm. Em này mã 67 nhá. 67 đây ạ, 50 đến 55kg mặc rất là xinh, chất rất là mát nhá, mã 67 ạ. Em này nhá, em này mặc free size ạ. Em này mặc free size nhá, em này mã 20. 20 này mặc free size nhá. 20 này mặc thành váy nhá, free size nhá, 67 ok em nhiên. 20 này mặc thành váy free size nhá. 20 đây. 20 rất là xinh ạ, 20 đây. 20 nhỉ. 20 rất là xinh. 20. 20 ok là Quỳnh Hương. Quỳnh Hương ơi mãi vừa được cái à. Sọc này à. Em này mã 00 nhá. 00 này 50 đến 55kg mặc vừa nhá. 00 này 50 đến 55kg mặc vừa. 00 nhỉ. 50 đến 55kg mặc vừa đấy ạ. À. Em này nhá. 55kg đổ lại mặc vừa. Em này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 99 ạ. À. 55kg đổ lại mặc vừa mã 99 nhá. 99 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. 99 này. 55kg đổ lại mặc vừa mã 99 nhá. 99 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. 99 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá.
99 ok, chị Nguyễn Loan nhá. Nguyễn Loan ơi, con mượn luôn cho mình số điện thoại và địa chỉ nhá. Hai sản phẩm trở lên là mình ship, mua giờ này được tặng thêm một chiếc nhá, nào Nguyễn Loan nhá, tất cả các chị mới nhá, mua giờ này được tặng thêm một chiếc ạ. Nguyễn Loan, con mượn luôn cho số điện thoại và địa chỉ ạ. Em này chỉ là 55 kg đổ lại mặc vừa mã 04. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 04 nhá. 55 kg đổ lại mặc vừa. Mã 04 này 55 kg đổ lại mặc vừa nhá. Giờ vàng này, giờ này mua được 5-6 cái rồi. Quý Hương mua được 5-6 cái rồi à. An Yên ơi, tớ có thấy nàng nhá. Em này mã 04 ạ, 55 kg đổ lại mặc vừa mã 04. Em này nhá, em này chỉ là cũng 50-55 kg mà rất là xinh, mã 27. Sơ mi bò nhá. 50-55 kg mà rất là xinh, mã 27 ạ. 50-55 kg mà rất là xinh, mã 27 nhá. Không phải mua 1 tặng 1 mà là giờ này được tặng 1. Nghĩa là có chị mua 1, 2 chiếc gì đó đều được tặng 1 hết nhá. Nghĩa là được tặng thêm 1 chiếc chứ không phải mua 1 tặng 1. Em này mã 27 nhá. 19 ok, chị Nguyễn Hạnh nhá. Ô 19 chốt rồi mà. Chị Nguyễn Hạnh ơi, 19 từ bao giờ thế? Em này 55 kg đổ lại mặc vừa mã 92. 27 ok chị Khuyên Dương nhá. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 92 nhá. 92 này 55 kg đổ lại mặc vừa nhá, 92. 92 này 55 kg đổ lại mặc vừa nhá, 92. Khuyên Dương. Em này 50 kg đổ lại mặc vừa mã 20 nhá. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 20 nhá. 20. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 20 nhá. Chị ơi 19 chốt rồi. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 20 nhá. Giờ này mua bao nhiêu chiếc cũng được tặng thêm 1 chiếc nhá. Thế là giờ này được tặng thêm 1 chiếc nhá. Em này mã 20 nhá. 20. 20 ok, đằng Thắm Châu Ngân nhá. Em này 55 kg đổ lại mặc vừa mã 99 ạ. 99 này 55 kg đổ lại mặc vừa nhá. 99 này, 99 này 55 kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 99 ạ. 99 này 55 kg đổ lại mặc vừa nhá, 99. 99 này 55 kg đổ lại mặc vừa nhá, 99 ạ. 99 ok, làng Thám Châu Ngân nhá, băng xong chậm chân rồi. Em này nhá, 56-57 kg đổ xuống mặc vừa mã 20. 56-57 kg đổ xuống mặc vừa mã 20 nhá. 56-57 kg đổ xuống mặc vừa mã 20. 20 có túi nhá, 56-57 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 20 đây. 56-57 kg đổ xuống mặc vừa mã 20 nhá. 20 ạ, 56-57 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 40-45 kg mặc vừa mã 23. 40-45 kg mặc vừa mã 23 nhá. 40-45 kg mặc vừa mã 23. Sao em không được? Mã 23 nhá, Giang Nguyễn 20. Ok chị Giang Nguyễn nhá. 23 đây. 23 nhá, 23. Em này mã 23 nhá, 40-45 kg mặc vừa nhá. Nàng ơi không được, kiểm tra lại mạng nhá. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 37 ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 37 nhá. 37 này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 37 đây. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 23 ok chị Ngọc Thơ nhá. Ngọc Thơ comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này mã 37 nhá. Chị là không comment cho em số điện thoại hoặc địa chỉ, hoặc không inbox cho em số điện thoại hoặc địa chỉ thì đến, nghĩa là đến lúc em chốt hàng mình sẽ tự động xả hàng ra đấy ạ. 37 nhá, mọi người cứ chủ động inbox trước cho em. Em này mã 37 nhá. Chị nào cho số điện thoại rồi thì không sao nhá, em nhắn tin trả lời được là được ạ. 37 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 37 ạ. Em này nhá. Em này chị nào từ 40-45 kg mặc vừa mã 20. 40-45 kg mặc vừa mã 20 nhá. 20 này 40-45 kg mặc vừa nhá. Ngọc Ngơ, Ngọc Thơ. Ngọc Thơ ơi, giờ này được tặng thêm một chiếc nhá. Bác hiệu tôi chị Ngọc Thơ đấy. Em này nhá, 40-45 kg mặc vừa nhá, mã 20 ạ. 20 này, 40-45 kg mặc vừa nhá. Em này 55 kg đổ lại mặc vừa mã 80. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 80 nhá. 80 này 55 kg đổ lại mặc vừa. 80 đây. 55 kg đổ lại mặc vừa mã 80 nhá. Thu Dương. Sao biển cơ? Chị xả giúp em áo. Đó đi nhá. Thu Dương xả áo ạ. Ok Thu Dương nhá. 20 ok bà Diễm. 80. 80 ok là Nguyệt. 80 ok là Nguyệt Minh nhá. Nguyệt Minh 80. 20 ok bà Diễm nhá. Ok chị Yến Nguyễn. Chị nào bảo xả đơn ấy nhở. Chị Thu Dương xả đơn nhở. 20 của bà Diễm rồi. Yến Bùi Thị chậm chân rồi. Thu Dương. Hết cái.
cái như tớ đang mặc rồi nào ơi. Thư dương bà. Em này 50kg đổi lại mặc vừa nhá 22. 50kg đổi lại mặc vừa mã 22 nhá. 22 màu hồng ạ. 50kg đổi xuống mặc vừa nhá mã 22. 22 này 50kg đổi xuống mặc vừa nhá 22 ạ. 22 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này free size ạ. Em này free size nhá, mặc với phông hoặc là sơ mi bên trong nhá, mã 99 ạ. Em này free size nhá, mặc phông hoặc sơ mi bên trong mã 99 nhá. Tuyết Như ơi, tôi có thế nào? 99 nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 80. 22 ok là Ngọc Thơ. Ngọc Thơ ơi, comment luôn cho tớ số điện thoại và địa chỉ nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 80. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này mã 80 ạ. 80 nhá. 99 ok chị Xuân Nguyễn nhá. Xuân Nguyễn 99. Em này mã 80 nhá. 80 ok An Nhiên. An Nhiên ở đâu nhỉ? Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 22. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 22 nhá. 22 này 50kg đổ xuống mặc vừa. 22 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 22. 22 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 22 đây ạ. 22 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 22. Em này chị nào từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 86. 40 đến 45kg mặc vừa mã 86 nhá. 22 ok là Nga Phạm nhá. Em này mã 86 nhá, 40 đến 45kg mặc vừa mã 86 ạ. Chị nào rối lòng chậm chân rồi, 86 nhá, 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 86 ạ. 86 rất là xinh. 86 nhá. Em này chị nào 55kg đổi lại mặc vừa. 55-56kg đổi lại mặc vừa nhá. Mã 67 ok là Ngọc Mơ. 86 ok là chỉ là dối lòng nhá. Chỉ là dối lòng chọn được cái nào. Em này mã 67 nhá. Ngọc Mơ rồi ạ. Mã 67 nhá. 67 đây ạ. 67 ok bà Diễm nhá. Hoa Hồng Gai chậm chân rồi. Em này nhá, 50kg đổi lại mặc vừa, em này mã 13. 50kg đổi lại mặc vừa mã 13 nhá. 13 này 50kg đổi lại mặc vừa. 13 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Mua giờ này được tặng thêm một chiếc các chị nhá. Mua giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. 13, em này mã 13 nhá, 50kg đổi lại mặc vừa mã 13. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 01. 50kg đổi lại mặc vừa mã 01 nhá. 01 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 01 đây ạ. Ok, lấy lại đi ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 01, 13 ok An Nhiên. Chót rồi, lần từ sau cái kẻ để lại bằng 01 nha, 01 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 13 ok An Nhiên. 01 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này mã 39 nhá. 50kg đổi lại mặc vừa mã 39 ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 39 nhá. Kẻ bảo vất lại cho tôi nhá. 39 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 39. 50kg đổi lại mặc vừa 39 ạ. Em này chị nào từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 80. 40 đến 45kg mặc vừa mã 80. 80 màu đen nhá. 80 màu đen ạ. 80 màu đen nhá. 40 đến 45kg mặc vừa mã 80 nhá. 80 đây ạ. 80. Em này mã 99. 45kg đổi lại mặc vừa mã 99 nhá. 45kg đổi lại mặc vừa mã 99 ạ. 39 ok là Thu Quyên. Rồi, Thu Quyên Chu ạ. 80 ok nào à, chỉ là dối lòng nhá. Em này mã 99 nhá, 50kg đổi lại mặc vừa mã 99 ạ. 99 nhá, tiếp một em sơ mi bò. Sơ mi bò này 50kg đổi lại mặc vừa mã 19 ạ. Em này 50kg đổi lại mặc vừa, em này mã 19 ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 19 nhá. 19 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 19 này 50kg đổi lại mặc vừa. 19 nhá, 19 ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 19. Mười chín ok chị Giang Nguyễn nhá. Nàng đang hỏi gì chưa? Chị ơi, giờ vàng mua với giá là 28k nhá. Giờ này đều được tặng thêm một chiếc nhá. Giang Nguyễn xả luôn 19 rồi. Em này free size nhá. Em này free size mã 39 ạ. Em này free size mã 39 nhá. 39 này dáng váy free size nhá. 39 ạ. 39 này dáng váy free size nhỉ. 39 này. 39 này dáng váy free size nhỉ. 39 ạ. 39 dáng váy free size nhỉ. Em này ạ. Em này nhá, 50kg đổ
lại mặc vừa, mã 13. 39. 39 ok Quỳnh Hương. Quỳnh Hương 39. Em này mã 13 nhá. Em này mã 13 50 kg đổi lại mặc vừa mã 13 nhá. 13 này 50 kg đổi lại mặc vừa. 13. Em này 55 kg đổi lại mặc vừa. Mã 88 ạ. 55 kg đổi lại mặc vừa mã 88 nhá. 88 có mũ ạ. 55 kg đổi lại mặc vừa nhá. Mã 88. 88 này 55 kg đổi lại mặc vừa nhá. 88 nhá. Sơ mi đen ạ, à, Thanh Huyền đợi mình ạ. À. 88 nhá. 88 đây. Rất là xinh ạ. À. 55 kg đổi lại mặc vừa mã 88 nhá. Sơ mi đen đúng không ạ? Em này 50 kg đổi lại mặc vừa. Mã 00. 00 phải 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 88 ok đằng Diễm. 00 phải 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 00. Em này 00 nhá. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 00 ạ. À. 00 nhá. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 00. Sơ mi đen này ạ. À. Em này nhá 51 52 kg đổi lại mặc vừa mã 98. 98 nhá. 51 52 kg đổi lại mặc vừa mã 98 nhá. 98 ạ. À. 98 51 52 kg đổi lại mặc vừa mã 98 nhá. 98. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 23. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 23 nhá. 23 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 23 nhá. 23. Em này 51 52 kg đổi lại mặc vừa mã 09 ạ. 51 52 kg đổi lại mặc vừa mã 09 nhá. 09 này ạ. 51 52 kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này mã 09. 51 52 kg đổi lại mặc vừa nhá. 09 ạ. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 39. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 39 nhá. Chị ơi, tất cả mua giờ này đều như vậy mà. 39 nhá. 39 đây ạ. Em này mã 39 nhá. Tất cả mua giờ này đều là 28k chị nhá. Em này mã 39 nhá. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 39 ạ. Em này chị nào 50 kg đổi lại mặc vừa mã 08. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 08 nhá. 08 ạ. Ok 39 Ngọc Thơ. 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này mã 38. 38 rất là xinh ạ. 38 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 38 đây. 38 sơ mi giả bò nhá. 38 ạ, sơ mi màu bò ạ. Em này 47 kg đổi lại mặc vừa mã 20. 47 kg đổi lại mặc vừa mã 20 nhá. 47 kg đổi lại mặc vừa mã 20. 20. Đây là sơ mi cái này. Cái nào? Bán chưa? 38 ok bà Diễm nhá. Em này mã 20, 46-47 kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 20 đây ạ. 20 này 46-47 kg đổi lại mặc vừa nhá. Ok ha, của Mai 20. Đấy, cái đấy đẹp. Đấy đẹp. Ai chốt chưa? Mà đỡ chưa cô? Chứ mà đỡ sao rồi. Bây giờ là chờ đấy hả cô? 45 kg đổi lại mặc vừa mã 10 nhá, chị xem ạ. 45 kg đổi lại mặc vừa mã 10 nhá. 45 kg đổi lại mặc vừa mã 10 này. Chị là 40 này 45 kg ạ. Mã 10 nhá, mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 19 nhá. 19 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 19 này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 19 nhá. 19 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 19 này ạ. 19 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 19 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. 19 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 19 rất là xinh ạ. Em này 55 kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 81. 55 kg đổi lại mặc vừa mã 81 nhá. 81 này 55 kg đổi lại mặc vừa nhá, 81. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. 81 này 55 kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này mã 81 ạ, rất là nhiều sơ mi xinh luôn, 81 nhá. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 67. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 67 nhá. 67 này 50 kg đổi lại mặc vừa đây ạ. 67 đấy nhá. 67 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. Ok bà Diễm 19 nhá. 67 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. Em sơ mi trắng này à. 67 ok chị Nga Phạm nhá. Em sơ mi trắng nhá. Sơ mi trắng này 50 đến 55 kg mặc rất là xinh ạ. À. 50 đến 55 kg mặc rất là xinh nhá. Mã 08. 50 đến 55 kg mặc rất là xinh nhá. Mã 08 60.000. 08 nhá, 50 đến 55 kg mặc rất là xinh nhá. Ngọc Thơ ơi, tớ chưa đếm. 08 này 50 đến 55 kg mặc rất là xinh nhá. 08 ạ. 08. 50 đến 55 kg mặc rất là xinh nhá. 08 ạ. Em này 45 kg đổ lại mặc vừa. Mã 91. 45 kg đổ lại mặc vừa mã 91 nhá. 91 này 45 kg đổ lại mặc vừa. 91 nhá. Em này 52 53 kg đổ lại mặc vừa mã 20.
20 này, 5253 kg đổi lại mặc vừa nhá, 20 đây. 5253 kg đổi lại mặc vừa mã 20 nhá. 20 đây ạ, 5253 kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 20. 20 nhá. 20. 5253 kg đổi lại mặc vừa đây ạ. Em ơi, 4243 kg nhiều mà. Em này chị nào từ 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, 20 ok chị Giang. 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 77 ạ. 77 màu đen ngắn tay nhá, 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 77. 45 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 77 ạ. 77 nhá. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 67. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 67 nhá. 67 để dáng này rất là xinh, rất là mát ạ. 67 nhá. 67 đây ạ. 67 nhá. 67. 67 nhá, 67 ạ. 77 ok nào hả? Đặng Thị Thanh Huyền 77 nhá. 67 ok chị Hương Lan. Đặng Thị Thanh Huyền có chưa nhỉ? Đặng Thị Thanh Huyền chị có mượn luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. 67 ok chị Hương Lan. Em này 45 kg đổi lại mặc vừa mã 53. 45 kg đổi lại mặc vừa mã 53 nhá. 53 này 45 kg đổi lại mặc vừa nhá. 53 này 45 kg đổi lại mặc vừa nhá. Chị Hoa Hồng Gai ơi chậm chân quá. 45 kg đổi lại mặc vừa mã 53 nhá. 53 này 45 kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này 55 kg đổi lại mặc vừa mã 70. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 70 ạ. 70 ok chị Yến Nguyễn 20. Yến Nguyễn ơi 20 có người chốt rồi. Yến Nguyễn ơi 20 có người chốt rồi. Em này 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, mã 07 ạ. 07 này 50 đến 55 kg mặc vừa nhá. 42 nhiều nào ơi. Em này 50 đến 55 kg mặc vừa nhá. Em này mã 66. 66 nhá. 70 ok chị Vân Toàn. Mã 66 nhá. 66 ạ, em này mã 66 nhá. 66 ạ, 66 nhá, toàn bị sau đúng rồi nàng ơi. Nàng toàn bị chốt sau thôi. Em này chị nào từ 40 đến 45 kg mặc vừa nhá. 40 đến 45 kg mặc vừa mã 20. 40 đến 45 kg mặc vừa mã 20 nhá. Chị ơi em không có yếm ạ, 20 nhá. 66 ok chị Nguyễn Loan nhá. Chị Nguyễn Loan ơi, chị đã mua hàng bên em chưa ạ? Chị có mượn luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Nàng ơi 00 là em này đúng không nàng Thanh Huyền ơi? Thanh Huyền ơi 00 là em này đúng không ạ? Nếu mà đúng thì nàng ghi đúng nhá. 20 ok nàng chỉ là dối lòng nhá. 20 ok nàng chỉ là dối lòng nhá. 20 ok nàng chỉ là dối lòng nhá. Em này nhá, em này chỉ là 55 kg đổi lại mặc vừa mã 88. 55 kg đổi lại mặc vừa mã 88 nhá. 88 55 kg đổi lại mặc vừa nhá. Ok nhá. Đặng Thanh Huyền có mượn luôn cho tớ số điện thoại địa chỉ nhá. 55 kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 88 ạ. 88 đây nhá, em này mã 88. 55 kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 88 ạ. 88 đây, 55 kg đổi lại mặc vừa nhá, em này mã 88 ạ. 88 này 55 kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 88 rất là xinh ạ. 88 55 kg đổi lại mặc vừa nhá. Ừ, thế mà bảo không nhớ được. Em này nhá, em này chỉ là 50 kg đổi lại mặc vừa. Em này cổ này nhá. Em này mã 30 ok nàng nhá. Em này mã 30. 30 nhá, 50 kg đổi lại mặc vừa mã 30 nhá. 30 cổ như thế này ạ. 30 chắc rất là mát nhá. Cổ chữ V thế này nhá, 30. Cổ đây ạ, 30 nhá. 50 kg đổi lại mặc vừa mã 30 nhá. 30 thế này của Thanh Huyền. Mã 30 nhá. Mọi người đợi một xíu em lên mã tiếp nhá. Em này 50 kg đổi lại mặc vừa mã 11 ạ. 11 này 50 kg đổi lại mặc vừa nhá. 11 đây 50 kg đổi lại mặc vừa nhá, 11 ạ. 11 nhá. Sơ mi nữ trễ vai. Tớ chưa treo hàng hết nên tớ không biết đâu nhá. 11 ạ. Chưa treo hết hàng nên không biết đâu ạ. 11 nhá. Em này 52 53 kg đổi lại mặc vừa mã 33. 52 53 kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này mã 33. Dáng này dáng suông nhá, 33 đây ạ. 52 53 kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này mã 33 nhá. Em 33 ok chị Thu Hằng Nguyễn nhá. Em ơi tìm sơ mi trắng cho chị. Nga Phạm ơi sơ mi trắng còn vài cái thôi. 33 nhá. Thu Hằng Nguyễn có rồi, có một chiếc rồi. Em này 55 kg đổi lại mặc vừa mã 00.
sơ mi trắng này 55kg đổi lại mặc vừa mã 00 nhá. Sơ mi trắng đây ạ, 55kg đổi lại mặc vừa mã 00 nhá. 00. Em này ạ, em này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 88 ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 88 nhá. 88 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 88 88 này 50kg đổi lại mặc vừa mã 88 00 ok chị Nga Phạm. 88 đấy nhá. 50kg đổi lại mặc vừa mã 88 ạ. 88. Em này nhá, 50 đến 55kg mặc vừa mã 09 ạ. 50 đến 55kg mặc vừa mã 09. 09 này 50 đến 55kg mặc vừa nhá, 09 này ạ. 50 đến 55kg mặc vừa nhá, 09. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 36 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 36 nhá. 36 mất hết cúc rồi em bỏ nhá. Ok làng Thu Hoàng Nguyễn nhá. Không chín ok làng Thủy Linh nhá. Thủy Linh không chín ạ. Chưa, em này 50kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 37 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 37 nhá. 37 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 37 đây. 37 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 37 đây ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 37 nhá. Chị Hạnh Nguyễn ơi, em có thấy chị. 37 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chất rất là mát ạ. 37 nhá. 37 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 37 ạ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em đang treo là 50kg đổ xuống mặc vừa mã 82. 82 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 82 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 82 nhá. Cái vàng chốt cho chị. Cái vàng nào nhỉ? Cái này á. Cái này mã 00 nhá. Em này mã 00 ạ. 00 nhá. 00. Đầm sơ mi hết rồi chị ơi, 00 nhá. Em này đây. Em này ạ, à, em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 67 nhá. 67 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 67 đây 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 67 ạ. À. 67 chất này rất là mát ạ. À. 50kg đổ lại mặc vừa mã 67 nhá. Em này sơ mi màu đen. 50kg đổ lại mặc vừa mã 33. 33 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 33 đây. 33 này là thun lạnh nhá. Thô lạnh, thô lạnh, 33 thô lạnh nhá. Hoa quả mai ơi, chị chưa chọn đồ tặng hả chị? Lúc mình tặng em sẽ trừ bill nhá chị nhá. Hôm nay em không có quần chị Hương Lê ơi. Em này nhá, 33. Màu đen này 33 nhá. Em này chị nào 52-53kg đổ xuống mặc vừa mã 29 ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. 29 này 52-53kg đổ xuống mặc vừa 29 nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 36 ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 36 nhá. 36. 36 ạ. 50kg đổi xuống mặc vừa mã 36 nhá. Chết rồi, 29 là cái này đấy. 67 này cho chị Hoa của May này. 29 này cho ai đây? Hết giờ vàng chưa? Mấy giờ rồi nàng ơi? Chị này chị Thu Hằng Nguyễn nhở. Em này nhá, rất là xinh ạ. À. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 95 nhá. 95 này 50kg đổi lại mặc vừa đây ạ. 95 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Mã 95 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 95 là 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 67 ạ. 67 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 67 đây. 67 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 95 ok chị Đặng Thị Thanh Huyền. 67 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 67 đây. Hết giờ rồi nhưng chị cứ like đi chị. Ok Vân Đoàn. 67 nhá. Đây ạ. 67 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá.
67 ok chị Nguyễn Loan. Nguyễn Loan chọn đồ chơi nhỉ? Ok chị Nguyễn Loan nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 96 ạ. À. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 96 nhá. 96 hay 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 96 đây ạ. À. 50kg đổi lại mặc vừa mã 96 nhá. 96. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 97. 97 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 97 đây ạ. À. 50kg đổi lại mặc vừa mã 97 nhá. 97 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 97 đây ạ. À. 50kg đổi lại mặc vừa mã 97 nhá. 97 đây. 97 nhá. 97 ạ. À. 00 là cái nào chị quên mã rồi. 97. Chị ơi, giờ này được mua với giá là 28k nhá. Còn sơ mi điều điệu 97 ok Thùy Linh. Em này mặc free size ạ. À. Em này mặc free size nhá. Em này mặc free size mã 68 nhá. Em này mặc free size mã 68 nhá. 68 này mặc free size nhá. Em này mã 68 ạ. À. 68 này mặc free size nhá. 68 đây. 68 này mặc free size nhá. 68 ạ. À. 68 này mặc free size nhá. 68 đây, chất này rất là mát ạ. À. Dáng dài đến gần đầu gối nhá. 68 ạ. À. 68 đến gần đầu gối nhá, mặc free size ạ. À. 68 nhá. Em này chị nào từ 50 đến 55kg mặc vừa mã 91 ạ. 50 đến 55kg mặc vừa mã 91 nhá. Buồn tình ơi, chị nhận được hàng hôm nọ chưa ạ? Buồn tình nhá. Buồn tình ơi, chị nhận được hàng hôm nọ chưa nhở? Em này mã 91 nhá. 91 này 50 đến 55kg mặc vừa nhá. 91. 91 đây. 50 đến 55kg mặc vừa nhá. Mã 91 ạ. 91 nhá. Em này 56-57kg đổ xuống mặc vừa mã 05. 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này mã 05 ạ. 56-57kg đổ xuống mặc vừa đấy nhá. Em này mã 05. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 29. Mình nhận được rồi. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 29 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 29 này ạ. 29 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 29 rất là xinh ạ. 29 nhá. 29 này mặc thắt đai cực là đẹp luôn. 29 này mặc với cả quần cộc, mặc với cả quần sóc bên trong nhá, thắt đai rất là đẹp ạ. 29 là dáng chui nhá. 29 không nào lấy tôi hơi tiếc á. Nào nào thích form rộng, kiểu mặc form rộng ấy mặc rất là đẹp nhá. 29 nhá Thùy Linh ơi, cái này em mặc cũng đẹp này. Em này nhá, 40 đến 45kg mặc vừa mã 19. 40 đến 45kg mặc vừa mã 19 nhá. 40 đến 45kg mặc vừa mã 19 này. 29 ok chị Lê Thảo. 40 đến 45kg mặc 19 này, 40 đến 45kg mặc vừa nhá. 19 này ạ. 40 đến 45kg mặc vừa mã 19 nhá. 19. 40 đến 45kg mặc vừa mã 19 nhá. Em này mã 80, 40 đến 45kg mặc vừa mã 80 ạ. 40 đến 45kg mặc vừa mã 80 nhá. 80 đây, 40 đến 45kg mặc vừa mã 80 nhá. Áo da beo đi chị Tú Anh An ơi, có áo da beo à? Da beo không có chị ơi, có pha này thôi. 56-57kg đổ xuống mặc vừa mã 67 ạ. 56-57kg đổ lại mặc vừa mã 67 nhá. 67 đây. 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 67 ạ. 56-57kg đổ xuống mặc vừa mã 67 nhá. 67 đây. 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. 80 ok băng xong nhá. Băng xong ơi, có một đơn của nàng hôm qua tớ cho đi rồi nhá. Băng xong nhá. Em này mã 67 nhá. 67 ạ. Em này 40-45kg mặc vừa mã 75. 40-45kg mặc vừa mã 75 nhá. 75 này 40-45kg mặc vừa. Em này mã 75 nhá. 40-45kg mặc vừa nhá. Mã 75 ạ. Chỉ là 40-45kg mặc vừa đấy ạ. Mã 75 nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa. Em này 50kg đổi lại mặc vừa. Em này màu đen nhá. Bục lơ đằng trước ạ. Em này mã 28. Màu đen đây. Bục lơ nhá, mã 28 ạ. 40-45kg mặc vừa đấy ạ. Mã 28 nhá. Rất là xinh. 40-45kg mặc vừa nhá. Màu đen nên hơi khó nhìn. Mã 28 nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 29. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 50kg đổ xuống mặc vừa đây ạ. 29 này 50kg đổ xuống mặc vừa đây. 28 ok Đặng Thanh Huyền. 28 này rất là xinh luôn. 29 này 50kg đổ xuống mặc vừa. Duyên nhìn kìa. Hết rồi. 29 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Nó làm ngửa lên xong rồi nó bãi bãi. 50kg đổ xuống mặc vừa mà 80. 29 ok chị Hương Lê. Hương Lê
ơi, chị chọn cho đủ đơn này em gửi, em chốt luôn chiều nay nhá chị Hương Lê nhá. Em này mã 80 ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 80. 80 ok, băng xong nhá. Băng xong 80 này. Một em màu đen nữa. Đen này 52-53kg đổ lại mặc vừa nhá. Đen này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 03. 52-53kg đổ xuống mặc vừa mã 03 nhá. 03 đây ạ. 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 03 đây. 03 này 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá, 03. 03 nhá, nhóc rung chậm chân rồi, 03 nhá. 03. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 60. 03 ok chị Nguyễn Loan nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 60 ạ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 60. 60 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 60 sơ mi hoa. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 60 nhá. 60 sơ mi hoa rất là xinh ạ. Em này 56-57kg đổ xuống mặc vừa mã 80 nhá. 80 này 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. 80, 60 ok chị Giang nhá. Giang Nguyễn này. 80 nhá. 80 này 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 80 đây. 80 nhá, 80 ạ. 80 nhá. 80. Hai cái trở lên 5 ship chị ơi, em này mã 80 nhá. 80 này là kẻ dọc nhá, 80 ạ. Em này nào? Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 03. Chị Tú Anh An, áo em đang mặc hết rồi chị Tú ơi. Áo em đang mặc có chị chốt ngay từ đầu rồi. 03 này nhá. 03 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 03 đây. 03 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 03. 80. 80 ok chị ạ. Nhóc Dung nhá, nhóc Dung ơi, nhỏ Dung ơi, nhỏ Dung comment cho mình số điện thoại và địa chỉ nhá. Hai sản phẩm trở lên và là em ship này. Mua giờ này được tặng thêm một chiếc nhá. 03 ok là Thanh Huyền nhá, Đặng Thị Thanh Huyền nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 60. 60 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá, 60 đây ạ. 60 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá, 60 ạ. 60 này 50kg đổ lại mặc vừa đây ạ. 60. Em này nhá, em này chị nào trên 50kg mặc rất là xinh ạ. Trên 50kg nhá. Mã 20, chị nào trên 50kg mặc mã 20 nhá. Thanh Huyền ơi, tớ chưa đếm, 60 ok hoa quả may, cuối live tớ mới đếm nhá. Hoa quả may 60, mã 20 dành cho chị nào trên 50kg nhá. Trên 50kg mặc mã 60 rất là xinh ạ. Mã 60, à, mã 20 ạ. 20 này trên 50kg nhá, 20. 20 chị nào trên 50kg mặc rất là xinh ạ. 20 nhá. Em này chị nào từ 45 đến 50kg mặc vừa mã 28. 45 đến 50kg mặc vừa nhá, em này mã 28 ạ. 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Mã 28 ạ. 28 đây. 45 đến 50kg mặc vừa nhá, mã 28. Em này nhá, chị nào từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 60. 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Em này mã 60 ạ, 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 60. 60 này rất là xinh ạ, 60 nhá. 60 28 ok Ngọc Thơ. Ok là Ngọc Thơ nhá. Em này nhá. Em này 57 58kg đổ xuống mặc vừa mã 63. 57 58kg đổ xuống mặc vừa nhá, em này mã 63. 57 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này mã 63 đây. 57 58kg mã 63 nhá. 63 đây ạ, 57 58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 63. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 29. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 29 nhá, 63 ok Vân Đoàn. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 50kg đổ xuống mặc vừa đây, dáng rất là đẹp ạ. 29 nhá, chất cái này rất là mát luôn. Chất em này rất là mát luôn nhá, 29. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 29 ạ. 29 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 29. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 80. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 80 nhá. 80 này 55kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 80 nhá, 80 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 80. 80 ạ. 80 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 80 đây. 80 rất là xinh. 80 nhá, 39 ok chị Giang nhá. Tám mươi ok chị Tú Anh An ạ.
Mọi người đợi em một tí nhá, để em treo hàng lên nhá. 42kg bảo em ok là Thùy Linh nhá. Còn nhiều không? Em sơ mi bò này nhá. Sơ mi bò này 50kg đổ lại mặc vừa. Sơ mi bò này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 88 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 88 nhá. 88 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Sơ mi bò ạ. Mã 88 nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 88 nhá. 88 đây. 50kg đổ lại mặc vừa mã 88 nhá. 88 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 88 đấy ạ. Em này chị nào từ 45 đến 50kg mặc vừa. Em này 45 đến 50kg mặc vừa nhá, mã 21. 45 đến 50kg mặc vừa nhá. Em này mã 21 ạ. Em này màu đen nhá. 21 đây. 45 đến 50kg mặc vừa nhá, mã 21 ạ. 21 nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 29. 50kg đổ lại mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 50kg đổ lại mặc vừa đây. 29 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Băng xong 21 ok. 29 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 29 ạ. 29 50kg đổ lại mặc vừa. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 00. Màu vàng này mã 00 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Ôi nhìn kìa. 00 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 00. 29 ok Hương Lan. 00 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 00 này ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 00 nhá. Ok Hương Lan. Hoa Hồng Gai ơi chị chậm chân quá. 00 nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 55. 50kg đổ lại mặc vừa mã 55 nhá. 55 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 55 đây. 50kg đổ lại mặc vừa mã 55 nhá. 55 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 00 có ai chọn không ạ? 00 nào. Năm năm ok chị Vân Đoàn nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 29 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 29 nhá. Ok băng xong. 55kg đổ lại mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 50kg đổ lại mặc vừa. Buồn tình chậm chân rồi. 50kg đổ lại mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 29 ạ. 29 50kg đổ lại mặc vừa này. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 92. 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này mã 92 ạ. 92 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 92. 50kg đổ lại mặc vừa mã 92 nhá. 29 ok chị. 92 nhá. 92. 92 đây nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 92 nhá. 92 ạ. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 21. 21 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Ok chị Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn 29 nhá. Hạnh Nguyễn ơi chị có mượn lại cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Hạnh Nguyễn ơi chị có mượn lại cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Hương Lê ok chị Hương Lê nhá. Nhóc rung trận chân rồi Hương Lê. Đây. Hương Lê ơi tí chị inbox lại cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Để em chốt đơn em gửi luôn đơn cho chị nhá chị Hương Lê nhá. Em này nào. 21 ok heo sinh nhá. Heo sinh có từ đầu đúng không? Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 08 ạ. 55kg đổ lại mặc vừa mã 08 nhá. Heo sinh 21 nhá. 55kg đổ lại mặc vừa mã 08. 55kg đổ lại mặc vừa mã 08 nhá. 08 này 55kg đổ lại mặc vừa nhá. 08 ạ. 55kg đổ lại mặc vừa mã 08 nhá. Em này dáng rộng đây ạ. 50kg đổ lại mặc vừa. 50kg đổ lại mặc vừa mã 20. 50kg đổ lại mặc vừa mã 20 nhá. 20 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 20 đây. 20 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 20 ạ. 20 rất là xinh. 50kg đổ lại mặc vừa mã 20 nhá. 20 đây. 50kg đổ lại mặc vừa mã 20 nhá. 20 ạ. Em này 50kg đổ lại mặc vừa. 20 ok chị chỉ là dối lòng nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 92 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 92 nhá. Nhóc rung chậm chân rồi. 50kg đổ lại mặc vừa mã 92 nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 92. 92 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 92 đây ạ. Cái đấy của chị chỉ là dối lòng thôi. 92 nhá. 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này nào. Em này chị nào cũng 50kg đổ lại mặc vừa mã 21. 21 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 21 đây ạ. Kéo đúng trai rồi bắt chân. 21 nhá. 21 này 50kg đổ lại mặc vừa. 21 đây.
21 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 21 ạ. 21 nhá. Em làm ơn xả giúp chị cái áo kẻ màu hồng với, để chị chọn cái khác em. Ok chị Yến Bùi Thị nhá. Yến Bùi Thị xả cái áo kẻ hồng. Em này mã 21 nhá. 21 ok chị Tú Anh An nhá. Chị Hoa Hồng Mai chậm chân rồi. Chị Tú Anh An ơi, hết hôm nay em chốt đơn cho chị nhá, chị Tú Anh An nhá, chật nhà quá rồi. Em này 55kg đổi lại mặc vừa mã 55 nhá. 55kg đổi lại mặc vừa mã 55, Hoa Hồng Gai. Hoa Hồng Gai chậm chân rồi. 55kg đổi lại mặc vừa mã 55 luôn nhá. 55 ạ, 55kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 55. Dáng em đang mặc này, em này gần giống dáng em đang mặc nhá. Em này gần giống dáng em đang mặc nhá. Chỉ em đang mặc chỉ đơn giản là em đóng thùng lên thôi ạ. Tay rơi đây, gần giống nhá. 55. 55 ai chọn không ạ? 55 đóng thùng sẽ giống dáng em đang mặc nhá. 55 gần giống dáng em đang mặc luôn nhá. Đóng thùng lên nó sẽ y hệt luôn ạ, vì nó là tay rơi mà, đóng thùng lên nó sẽ như thế luôn. 55. 55 ok chị Hương Lê, chị Tú Anh An chậm chân rồi. Của ai nhỉ? Yến Bùi Thị, áo kẻ hồng. Chị Yến Bùi Thị ơi, cái này đúng không chị Yến Bùi Thị ơi? Xả cái này đúng không ạ? Chị Yến Bùi Thị ơi, xả cái này đúng không ạ? Ui ui ui. Em này nhá. Em này 56-57kg đổ xuống mặc vừa mã 52. 56-57kg đổ xuống mặc vừa nha. Em này mã 52 ạ. 56-57kg đổ xuống mặc vừa nha. Mã 52. 52 này 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 52 đây ạ. 56-57kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 80. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 80 nhá. 80 sơ mi bò. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 80 ạ. 80 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 80. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 21. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 21 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 21. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 21 nhá. 21 sơ mi hoa. 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 21. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 96. Xả kẻ mà em. À đây, kẻ này đúng không chị ơi? Lại từ túi 1 xong là lại bo đi. Vâng. 21 à? 21 ok chị Hoa Cỏ May nhá. Tám mươi của ai đây? Đúng rồi chị Hiền Nguyễn Thị ơi. Tám mươi của ai đây? Tám mươi của chị Hoa Hồng Gai nhá. Hoa Hồng Gai à? Hoa Hồng Gai 80 nhá. Hoa Hồng Gai ơi, tí lên inbox cho em địa chỉ nhá. Em này mã 96 ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 96 nhá. 96 này chất rất là mát. 50kg đổi lại mặc vừa. Ok Thủy Linh 96. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 27 ạ. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 27 nhá. 27 này 50kg đổ lại mặc vừa. 27 đây ạ. 27 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Mã 27 ạ. 27 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 27 50kg đổ lại mặc vừa này. Em này nhá. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 29. 27 ok chị Heo Sinh. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 29 nhá. 29 này 55kg đổ lại mặc vừa. 29 này ạ. À. 29 này 55-56kg đổ lại mặc vừa nhá. 55-56kg đổ lại mặc vừa đây ạ. À. Mã 29 nhá. 27 chị Hương Quỳnh chậm chân rồi. 29 nhá. 29 này ạ. À. 29 nhá. 55-56-57kg đổ lại mặc vừa đây ạ. À. Mã 29 nhá. 29. 29 chị Tú Anh An ơi, cái này mặc đẹp cực chị Tú Anh An ạ. À. Mặc mát mà nhìn rất là đẹp luôn. 29 ok chị Lovely nhá. Lovely chốt 29 trước rồi. Em này nhá. Em này chị nào tầm 5. Em này cũng 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 80. 57-58kg đổ xuống mặc vừa mã 80 nhá. Ok Ngọc Thơ. Ngọc Thơ ơi, làng inbox trước cho tớ nhá. Mã 80 nhá. 57-58kg đổ xuống mặc vừa mã 80 nhá. 80 đây. 57-58kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ngọc Thơ ơi, làm inbox trước cho tớ nhá. Tí tớ đó phải tìm. Mã 80 nha, mọi người kết bạn với em nữa nhá. Mã 80 ạ. 57-58kg đổ xuống đấy ạ. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 96. 80 ok chị Tú Anh An nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 96 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa đây ạ. Mã 96.
96 này, 55kg đổ xuống mặt vừa nhá. 96 đây, 55kg đổ xuống mặt vừa mà 96 nhá. Em này 50kg đổ xuống mặt vừa mà 21. 21 này 50kg đổ xuống mặt vừa nhá. 21 đây, 50kg đổ xuống mặt vừa mà 21 nhá. 21 ạ. 21. Em này 55kg đổ xuống mặt vừa mà 27 ạ. 55kg đổ xuống mặt vừa mà 27 nhá. Bằng cân em mặc free size trước nhá. Mã 27 đây. 27 đây, 21 ok chị Lovely nhá. 21 ok bà Lovely Kenty nhá, Lovely đây. 27, 27 ok Helsing nhá. Mọi người ơi, ai mua hàng của em tí nhớ inbox cho em trước nhá. Helsing ở đâu? Tôi đứng đọc hết bớt rồi dạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 39. 50kg đổ lại mặc vừa mã 39 nhá. 50kg đổ. Chị ơi, chị Lovely em không thấy 80 của chị. 50kg đổ lại mặc vừa nhá, em này mã 39 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa nhá, 39 đây. 39 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá, 39 đóng ở đây này. 39 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá, 39 ạ. 39 ok bà Nga Phạm nhá. Em này nhá, em này 58. 52 đến 58kg mặc vừa mã 29 ạ. 52 đến 58kg mặc vừa nhá, 29 mới. 29 nhá. 52 đến 58kg mặc vừa đấy ạ, mã 29 nhá. 52 đến 58kg mặc vừa nhá, mã 29 ạ. 29 đây, 52 đến 58kg mặc vừa nhá, 29. 52 đến 58kg mặc vừa nhá, 29 ạ. Em này nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa, mã 33. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 33 nhá. 33 này 50kg đổ xuống mặc vừa. 33 đây, 33 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 33. 33 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 33. Em này mã 27 cũng 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 27 này cũng 50kg đổ xuống mặc vừa. Ok chị Nga Phạm 33. 27 này cũng 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 27 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 27 nhá. Hoa của Mai, chị Hoa của Mai chậm chân rồi. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, em này mã 27 ạ. Em này nhá, 48kg đổ xuống mặc vừa mã 07. 48kg đổ xuống mặc vừa nhá, em này mã 07 ạ. 07 này 48kg đổ xuống mặc vừa nhá, 07. 07 đây, 48kg đổ xuống mặc vừa mã 07 nhá, 07 rất là xinh ạ. 48kg đổ xuống mặc vừa nhá, 07 nhá. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 80. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 80 nhá. 80 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 80 đây ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 80 nhá. 80 đây. Ok 07 đặng chị Thanh Huyền nhá. 80 này 55kg đổ xuống mặc vừa nhá. 80 mặc dáng thụng nha em cũng rất là đẹp. 80 mặc dáng thụng cũng rất là đẹp nhá. Chị là 45 cân mặc dáng thụng rất là đẹp luôn ạ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 50 luôn ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 50 nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa. Mã 50 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 50 ạ. Em này nhá, mã 21. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 21 nhá. 21 nhá. 50. 50 ok chị Nga Phạm nhá. 80 42 mặc được em ơi. 80 42 mặc được nhá, Nga Phạm ở đâu rồi? Hello chị. 21 nhá, em này 21 nhá. 21 đây. 21 nhá, 21 ạ. 50kg đổ lại mặc được mã 21 nhá. 21 ạ. Em này 50kg đổ lại mặc được mã 09. 50kg đổ lại mặc được mã 09 nhá. 09 này 50kg đổ lại mặc được đây ạ. 09. 09 50kg đổ lại mặc được nhá. 09 ạ. Em này 55kg đổ lại mặc vừa mã 39 ạ. 55kg đổ lại mặc vừa mã 39 nhá. Hello chị. 55kg đổ lại mặc vừa mã 39 nhá. 39 đây. 39 nhá chị ơi, chị xem một cái bao đỏ ở kia. 39 nhá. 39 ạ. 55kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 39. 39 nhá. Sơ mi thôi chị ạ. Em này 50kg đổ lại mặc được mã 63. 63 này cốt tông nhá, 50kg đổ lại mặc được nhá, mã 63 đây ạ. 63 màu đen nhá, chị nào 50kg đổ lại mặc vừa nhá.
63 đây, 50kg đổi lại mặc vừa mã 63 nhá, 63. Em này cũng 50kg đổi lại mặc vừa mã 77. 77 này cũng 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 77 đây ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 77 nhá. 77 đây, 50kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 77 ạ. Em này ạ. À, em này 50kg đổi xuống mặc vừa nhá. Chị nào 45kg mặc rất là đẹp luôn ạ. 80 ok Thủy Linh. Em này mã 10 nhá. Em này mã 10 nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 10 nhá. 10 này rất là xinh luôn ạ. Chất này rất là mát. 10 ạ. Em này mã 10 nhá. 10 đây, 10 đây. 10 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chất này rất là mát luôn ạ. Mặc thành váy nhá. 10 đây rất là xinh. Mặc thành váy nhá. Mạng lác à? Chết rồi, mạng lác à? Mạng lác vậy à? Ô, nhìn thấy gì hết con. Em này mã 10 nhá. Em này chỉ đào từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 50. 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Em này mã 50 ạ. À, 40 đến 45kg mặc vừa mã 50 nhá. 50 này từ 40 đến 45kg mặc vừa. 50 đây. 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 50 ạ. À, 40 đến 45kg mặc vừa. Em này 50kg đổi xuống mặc vừa mã 00. Cho chị xem cái màu cam. Chị ơi đây mã 11 ạ. À, chị Trung ơi mã 11 nhá, 11. 11. Em này mã 00 nhá, 00 đây. 00 đây nhá. Em này chỉ là từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 80 ạ. 80 đây, 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 80, 11 ok Thủy Linh. 80 nhá, 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Cam đất hả chị? À chị lấy cái cam này à, cam đất à? Chị Trung ơi, chị lấy cái này à? 80 nhá. Mời ok chị Hoa Hồng Gai nhá. Ok chị Trung. Mời ok chị Hoa Hồng Gai nhá. Hoa Hồng Gai 10 này à. Em này mã 80 nhá, 40 đến 45kg mặc vừa nhá. Cam đất có bầu. Đó sao rồi chị ơi? 80 nhá. Đây ạ. À, em này là màu đỏ mà chị ơi, em này đỏ tươi mà. Em này mã 27 ạ. À, em này mã 27 nhá. 27 nhá. 10 là màu đen cơ mà chị, 10 đây ạ. À, à đây 10 đây, sorry Hoa Hồng Gai nhá, 10 đây ạ. À, em này mã 27 nhá, 27 ạ. À, 27 nhá, 50kg đổi lại mặc vừa mã 27 nhá. 27 à, 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này đây. Em này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Cam đất. Không, vừa lại chót cơ. Thủy Linh ơi, nào cái nào? Em này mã 28 nhá, 50kg đổi lại mặc vừa mã 28 nhá. 28 sơ mi dáng váy nhá, 50kg đổi lại mặc vừa. Mã 28 đây ạ. 50kg đổi lại mặc vừa mã 28 nhá. 28. Chấm. 28 hay 50kg đổi xuống mặc vừa nhá, 28 ạ. À, cái này tớ để cho chị ấy rồi. Cái này chị Trung Nguyễn hỏi trước mà. 28 nhá. Là chị Vũ Luyện ơi. 28 nhá, 28 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, dáng váy ạ. 28 nhá. Em này mã 11. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 11 nhá. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 11 ạ. 11 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, 11 đây. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 11 nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 10.
Em này 50kg đổ xuống mọc vừa mã 10 nhá. 10 này 50kg đổ xuống mọc vừa đây ạ. 10 đây, 50kg đổ xuống mọc vừa mã 10 nhá. 10 đây ạ, 50kg đổ xuống mọc vừa mã 10 nhá. Em này chỉ nào từ 40 đến 45kg mọc vừa mã 33. 40 đến 45kg mọc vừa mã 33 nhá. 33 đây. 40 đến 45kg mọc vừa nhá, mã 33. 33 nhá, 40 đến 45kg mọc vừa. Mã 33. 33 này chất rất là mát luôn, 40 đến 45kg mà rất là xinh nhá, mã 33. 33 nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa. Mã 39 ạ. 39 này. 50kg đổi lại mặc vừa mã 39 nhá. 39 dáng điệu đây ạ. 50kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 39. 39 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 39 này rất là xinh luôn ạ. 39 nhá. 39 này dáng này rất là xinh nhá, rất là điệu ạ. 39 nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 06 39 ok Thủy Linh. 06 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 06 nhá. Thủy Linh ơi, tí nữa chốt hàng xem lại trên live luôn nhá, chứ tớ không quay lại cho Thủy Linh xem ở đâu Thủy Linh nhá. Thủy Linh không biết đâu nhá, tí nữa tớ sẽ đếm của Thủy Linh bao nhiêu cái và trừ đi một cái tặng, chứ không là tặng cái này tặng cái kia đâu. Áo trắng còn ít thôi ạ. À. Em này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 00. 00 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, 00 đây. 50kg đổi lại mặc vừa mã 00 nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 95 ạ. 50kg đổ lại mặc vừa mã 95 nhá. 95 chất này rất là mát nhá. 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này mã 95 ạ. 95 đây. 50kg đổ lại mặc vừa mã 95 nhá. 95. Còn áo sơ mi trắng không? Sơ mi trắng còn ít thôi nàng ơi. Em này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 33. Em này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Em này mã 33. 33 đây. 50kg đổi lại mặc vừa mã 33 nhá. Ok Thủy Linh tí nữa nhá. 33 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 33 này rất là xinh luôn ạ. 33 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 33 đây. Chọn không ạ? 50kg đổi lại mặc rất là xinh nhá. Em này mã 33. 33 nhá. Em này chỉ nào từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 92. 40 đến 45kg mặc vừa mã 92 nhá. 92 màu trắng ngắn tay, 40 đến 45kg mặc vừa. 92. 92 đây. 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 92 ạ. 92 nhá. 40 đến 45kg mặc vừa mã 92. 92 đây. Rất là xinh ạ, à. Chỉ là 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 92. Ok bà Diễm 33 nhá, 92. Diễm ơi ngụt nhà em rồi bà Diễm ơi. Bà Diễm nằm ngụt nhà em rồi. Ok là Vũ Luyện 92 nhá. Vũ Luyện ơi con mượn luôn cho tớ số điện thoại và địa chỉ nhá. Vũ Luyện con mượn luôn cho tớ số điện thoại và địa chỉ nhá. Không được cái nào hả à, chị? Đây đây, chọn mình cái này. Tí nữa. Em này nhá, 50kg đổ lại mặc vừa em này mã 00. 50kg đổ lại mặc vừa mã 00 nhá. 00 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 00 đây. 50kg đổ lại mặc vừa mã 00 nhá. 00 đây ạ. Cái này mã 95 chị ơi. 95 nhá, 95. 95, 00 ok nàng chị Giang Nguyễn nhá. Em này mã 95 ạ. 95 đây. Giang Nguyễn. 95 đây nhá. Không không quả may chốt sau rồi. Em này mã 95 nhá. 95 ạ. Em này nhá, em này mã 60. 60 đây ạ. 55kg đổi lại mặc vừa mã 60 nhá. Không, 11 ở dưới có người chốt rồi chị ơi. Happy rồi, Quỳnh Hương ơi happy rồi ạ. À. Em này mã 60 nhá, 55kg đổi lại mặc vừa mã 60. 60 đây ạ. 55kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 60. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 80. 60, 50kg đổi lại mặc vừa mã 80. 60 ok chị Giang Nguyễn nhá. Thì chung ơi em bán rồi. 60 ok chị Giang Nguyễn nhá. Em này mã 80 nào. Bà Diễm chậm chân quá. Em này mã 80 nhá.
80 ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 80 nhá. 80 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 80, cái đấy mặc form rộng đóng thùng còn đẹp lắm chị ạ. 80 nhá. Em này mã 92 ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 92 nhá. 51, 52kg đổ xuống vẫn mặc được ạ. Mã 92 nhá. 92 đây. 92 nhá, 92 ạ. Em này nhá, 50kg đổ xuống mặc vừa em này mã 08. 50kg đổ xuống mặc vừa em này mã 08 nhá, 08 mặc dấu quần đây ạ. 08 nhá. 08 em rất là xinh ạ, 08 nhá. Ok chị Ngọc Thơ. 08 nhá. Chị Ngọc Thơ ơi. 08 đây, 08 đây nhá. 50kg đổ lại mặc vừa nhá, 08 dáng dài đây ạ, rất là xinh. 08. 08 mặc dấu quần ạ. 08 ok là Quỳnh Hương. Quỳnh Hương ơi, của làng gửi Shopee cho đỡ tốn nhá. Của nàng tối tôi chốt đơn xong rồi tôi tạo lên Shopee cho, gửi Shopee cho đỡ tốn. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 60 nhá. 60 này 50kg đổ lại mặc vừa mã 60. Ok ok là nhỏ Dung nhá, mã 60 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. Chân đến mát thì chị nhỉ. 60 đây. 50kg đổ lại mặc vừa mã 60 nhá. 60. 60 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá, mã 60 đây ạ. 60 chiều đây chị không phải đi làm à? 60 ok chị Hoa Cỏ May nhá. Ok chị Hoa Cỏ May nhá. Chị nào có Shopee thì cứ bảo em nhá, em sẽ ship Shopee cho ạ. Còn không thì em sẽ tự động ship bưu điện hết nhá. Sammy sợ. Ồ, Duyên đang có bảo thờ em đấy. Hoa Cỏ May đây ạ. Chọn được mấy cái xem đi này. Được mấy cái rồi đi lấy. Em này nhá, chị nào từ 40 đến 45kg mặc vừa. Em này mã 33. 40 đến 45kg mặc vừa mã 33 nhá. Chị ơi, cái em đang mặc có chị chốt rồi, 33 nhá. Ok Thủy Linh. 33 nhá, 40 đến 45kg mặc vừa. Mã 33 đây. 40 đến 45kg mặc vừa nhá, mã 33. 33 đây nhá, 40 đến 45kg mặc vừa 33 ok Thủy Linh. Em này 55kg đổ xuống mặc vừa mã 20. Bằng cân em thì mặc kiểu free size cũng rất là đẹp ạ. Mã 20 nhá. 20. 20 đây ạ. May thế cái quần này nó vừa bụng mình. 20 nhá. 20. Em này mã 20 nhá. 33 chị Hồng Gai chậm rồi. Ok chị Thu Hằng Nguyễn nhá. Chị Thu Hằng Nguyễn tí inbox cho em nhá. Nhưng nào nào ship Shopee thì inbox cho em trước. Em này mã 20 nhá. 20 ok là nhỏ Dung nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 81. 50kg đổ lại mặc vừa mã 81 nhá. 81 này 50kg đổ lại mặc vừa đây ạ. 81 này 50kg đổ lại mặc vừa nhá. 81 ạ. 33 ok chị Hoa Hồng Gai nhá. Hoa Hồng Gai 33 nhá. Em này mã 81 nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã 81. Chị Trung chậm chân rồi. 50kg đổ lại mặc vừa mã 81 nhá. 81 ok chị Thu Hằng Nguyễn nhá. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 60. Em này 50kg đổ lại mặc vừa mã 60 nhá. Ok chị Hoa Cỏ May nhá, chút em đếm cho. Em này mã 60 nhá, chút em đếm cho chị Hoa Cỏ May nhá. 60 nhá. 60 này 50kg đổ xuống mặc vừa. Chị Trung chậm chân rồi. 60 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60 này em chưa cài cúc ấy ạ. À mà 60 này không cài cúc đâu. 60 này không có cài cúc đâu nhá. 60 này là không cài cúc ạ. Đẹp mà nhỏ, kinh yêu hay đẹp mà nhỏ. Em này nhá, 52-53kg đổi lại mặc được, mã 88. 52-53kg đổi lại mặc được nhá, mã 88 ạ. 88 hay 52-53kg đổi lại mặc vừa nhá. 88, 88 đây. 52-53kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 88 ạ. Em này 55kg đổi lại mặc vừa, mã 20. 55kg đổi lại mặc vừa, mã 20 nhá. 20 này 55kg đổi lại mặc vừa nhá. 20 đây. 55kg đổi lại mặc vừa mã 20 nhá. Hồng đi chị. 20 đây. Hoa Hồng Gai, Hoa Hồng Gai cái kẻ vừa rồi đâu. Tiền nước ngoài à? Tiền gì đây? 1.000 won. Tí thử tra xem 1.000 won là bao nhiêu. Tiền gì đây? Tiền Hàn ạ. 20 nhá. 20 nhá. 55kg đổ lại mặc vừa mã 20 nhỉ. Bà ấy, bà xem của Hoa Hồng Gai có cái kẻ được không? Sao Hoa Hồng Gai bảo của em không có cái kẻ vừa rồi đâu chị? Có cái kẻ nào đâu? Hoa Hồng Gai em làm gì có cái kẻ nào đâu? Em này mã 20, có ai chọn mã 20 không ạ?
55kg đổi xuống mặc vừa nhá, 20 đây. Chân này rất là mát nhá. 20 đây ạ, 55kg đổi xuống mặc vừa nhá, 20. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 33. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 33 nhá. 33 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 33 đây ạ. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 33 nhá. 33 này 50kg đổ xuống mặc vừa. 33 nhá. Ôi giời. 33 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 33. Dáng thì xinh đấy. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 96. 33 ok, hoa hồng gai. 96 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 96 đây ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa nhá, có khi giặt đấy hết nhé. Nhiều cái hôm nọ ốm em mang đi giặt đấy hết sạch. 96 nhá, 96 đây ạ, 33. 96 nào, hoa hồng gai chốt 33 rồi ạ. 96 nhá, em này mã 96 nhá. 96 đây, 96. 96 ok, chị Hoa Quả May nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 29 này 50kg đổ xuống mặc vừa. Xả 26 ạ, à, ok nhá. 26 em cho chị à 96 cho chị Giang Nguyễn nhá. 96 bảo chị Giang Nguyễn này. Nhưng mà cũng xinh. Yeah. Em này mã 29 nhá. Ui nhặt đại lên mặc đây chị ạ. May mà cái quần nó vừa. 29 nhá. 29 đây ạ, 29 nhá. 29 này. Thúy Linh ơi, xả cái gì Thúy Linh ơi? Em này mã 29 nhá. 29 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này mã 33, 52, 53kg đổ xuống mặc vừa mã 33 nhá. 33 này 52, 53kg đổ xuống mặc vừa nhá, 33. Chị đợi em một tí nhá, em này sắp hết rồi. 33 nhá, 33 đây, 52, 53kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 33. 33 này tầm 4-5 cân mặc free size rất là đẹp nhá. Còn sơ mi trắng không thì chung em hết sơ mi trắng rồi. 33 nhá, sơ mi trắng chắc là ngày kia mới có. 33 nhá, 33 đây, 33 nhá, 33. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 96. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 96 nhá. Chị Cẩm Nhung em có thấy chị 50kg đổ xuống mặc vừa mã 96 nhá. 96 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 96 đây ạ, 50kg đổ xuống mặc vừa mã 96 nhá. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 91. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 91 nhá. 91 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 91 đây ạ. 91 rất là xinh ạ, mặc rất là mát luôn. 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 91. Em này chị nào 52 53kg đổ xuống mặc vừa mã 10. 52 53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này mã 10 ạ. 52 53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 10 đây. 52 53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 10 ạ. 91 ok Phương Bùi ạ. Phương Bùi ơi, nào comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Hai sản phẩm trở lên là em ship nhá. Sơ mi kẻ hết rồi, sơ mi hoa còn ít thôi ạ. Em này mã 10 nhá. 10. Em ở nhà 8 ngõ 44 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội ạ. Em này nhá. 52 53kg đổi lại mặc vừa, mã 00. 52 53kg đổi lại mặc vừa, mã 00 nhá. 00 đây ạ, 52 53kg đổi lại mặc vừa nhá. Lấy em mới đặt một cái rồi, ok Phương Bùi nhá. Chắc là vừa để lẫn đâu thôi. 00 nhá. Phương Bùi nhớ inbox cho mình số điện thoại và địa chỉ nhá, không inbox phải comment luôn nhá. 00 nhá. 00 ạ. Em này 55kg đổi lại mặc vừa mã 91. 55kg đổi lại mặc vừa mã 91 nhá. 91 này 55kg đổi lại mặc vừa nhá. Không không ok là tim băng lam nhá. Tim băng lam ơi, comment luôn cho em số điện thoại địa chỉ ạ. Em này mã 91 nhá. 91. Em này chị nào từ 40 đến 45kg mặc vừa mã 33. 40 này 45kg mặc vừa mã 33 nhá. 33 này 40 này 45kg mặc vừa nhá. 33. Em này nhá. Em này 55kg đổi lại mặc vừa mã 19 ạ. 19 này 55kg đổi lại mặc vừa nhá. 19 đây. 55kg đổi lại mặc vừa mã 19 nhá. Ok là tim băng nang nhá.
55kg đổi lại mặc vừa mã 19 nhá. 19 này 55kg đổi lại mặc vừa. 19 đây nhá. 55kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 19 ạ. Em này 40 này 45kg mặc vừa mã 05. 40 này 45kg mặc vừa nhá. Em này mã 05 ạ. 05 đây. 40 này 45kg mặc vừa nhá, mã 05 ạ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa mã 21. 50kg đổ xuống mặc vừa mã 21 nhá. 21 này 50kg đổ xuống mặc vừa đây ạ. Em này màu xanh rất là đẹp, chất rất là mát luôn nhá. 21 này 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. 21 ạ. 40 này 45kg mặc vừa mã 00. 40 này 45kg mặc vừa nhá. Em này mã 00 ạ. 00 này 40 này 45kg mặc vừa nhá. 00. 00 đây ạ. 40 45kg mặc vừa mã 00 nhỉ. Em này 50kg đổ xuống mặc vừa. 21 ok chị Cẩm Nhung Nguyễn nhá. Cẩm Nhung Nguyễn ơi, nào phải chọn cho đủ đơn. Để em gửi nhá Cẩm Nhung Nguyễn nhá, cho em nhớ là em xả của chị 1-2 lần rồi mà. Sơ mi bò hết rồi chị Cẩm Nhung ạ. Em này mã 12 nhá. 50kg đổi lại mặc vừa mã 12 nhá. 12 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, mã 12 ạ. 12 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 12. Em này chị nào từ 45 đến 50kg đổi lại mặc vừa mã 19 ạ. 45 đến 50kg đổi lại mặc vừa nhá. Em này mã 19. Em này mặc rất là xinh luôn, mã 19 nhá. Kia rồi nào ơi. Tôi lấy lại rồi nhá, 19 nhá. 19. 19 nhá. Sơ mi trắng dấu quần. Sơ mi trắng dấu quần thì hết rồi nàng ơi. Sơ mi trắng dấu quần thì hết rồi nhá. Nhớ lấy rồi Cẩm Nhung ơi. Sơ mi trắng dấu quần thì hết rồi nhá. Em này 50kg đổi lại mặc vừa mã 22. 50kg đổi lại mặc vừa mã 22 nhá. 22 săn lách ạ, 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 22 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá, săn lách rất là đẹp ạ. 22 nhá. 22 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 22. 22 này 50kg đổi lại mặc vừa nhá. 22 ạ. 22. 22 nhá. 50kg đổi lại mặc vừa mã 22 ạ. Em này 40 này 45kg mặc vừa nhá. Em này mã 61 ạ. 61 đây, 40 này 45kg mặc vừa nhá. 61 cả dọc, 40 này 45kg mặc vừa nhá. 61 đây ạ, 40 này 45kg mặc vừa nhá. 61. Còn dừng lại đi. Mọi người ơi, em dừng lại đây. Sơ mi form rộng em còn, nhưng mà bây giờ em dừng lại đây. Chị nào mà mới mua được của em 1-2 chiếc mà chưa muốn ship ấy, thì cứ inbox trước cho em là giữ hàng nhá. Nếu mà không inbox trước chọn 1-2 chiếc ấy, em hay xả ra lắm. Ví dụ 2 chiếc thì em có gửi, em sẽ nhắn tin em gửi nếu cho số điện thoại. Còn nếu mà không cho số điện thoại, không cho địa chỉ mà em không liên lạc được thì em không ấy đâu ạ. Đếm dùm chị hoa quả may đúng không ạ? Chị hoa quả may ơi, đây em đếm luôn đó chị nhá. Hoa quả may ơi, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10. 11 chiếc nhá. Chị Hoa Quả May ơi, 11 chiếc tính 10 chiếc nhá. 11 tính 10 nhá chị Hoa Quả May nhá. 11 tính 10 nhá. Thu Hằng Nguyễn à? Thu Hằng Nguyễn ơi, đếm của hôm nay thôi nhá. Nga Phạm xả cho cái ba lỗ đầu tiên với chị ok nhá. Ok chị Hoa Quả May nhá. Em ship bưu điện cho chị nhá, chị Hoa Quả May nhá. Ngọc Thơ à, Ngọc Thơ đợi em một tí. Hằng Nguyễn đúng không? Hằng Nguyễn ơi, đếm của hôm nay nhá. Thu Hằng Nguyễn ơi, đếm của hôm nay nhá. Hôm nay 1 2 3 chiếc nhá, 3 chiếc là còn 2 nhá. Tí nữa xem đơn kia chưa gửi sẽ gộp nhá. Hoa Hồng Gai đợi em một tí ạ. Ngọc Thơ đâu? Chị Ngọc Thơ ơi, chị được 1 này, 2 này, 3 này, 4 chiếc nhá. Chị Ngọc Thơ ơi, 4 chiếc tính 3 nhá. Chị Ngọc Thơ ơi, 4 chiếc tính 3 nhá. Qua có sơ mi trắng nữa. Chị Hoa Quả May ơi, qua có cái sơ mi trắng à? Thùy Linh ơi, xả hai cái đen à? Chị Giang đợi em một tí nhá.
tiếp nhở. Hoa hồng gai đúng không ạ? Hoa hồng gai được 1 này, 2 này, 3 này, 4 cái nhá. Hoa hồng gai ơi, ok chị Hoa Cỏ Mây, 4 cái nhá, 4 cái tính 3 nhá chị Hoa Hồng Gai nhá. À, ừ đúng rồi chị Hoa Hồng Gai nhá. Hoa Hồng Gai em gửi luôn nhá. Trái tim băng 22 là cái nào? Trái tim băng lang 22 là cái nào? Ok ok chị Hoa Cỏ Mây nhá. Còn ai bảo em định kiểm nữa nhá? Nào nào muốn kiểm hàng thì em kiểm nốt cho nào. Chị Giang Nguyễn à? Chị Nga Phạm đợi em một tí. Ok Thủy Linh nhá, không có cái xám này nha nàng ơi. Cái này á. Cái này á nàng. Ok hoa hồng gai nhá, để tớ xả cái này ra nhá. Ship bao nhiêu chị Ngọc Thơ ơi, ship code 30k nhá chị Ngọc Thơ nhá. Em đang điểm kiểm cho ai nhá? Chị Giang Nguyễn ơi, 1 này, 2 này, 3 này. À, em đang mặc bán rồi chị ơi. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này à, 8 này, 9 chiếc nhá. Chị Nguyễn Giang ơi được 9 chiếc nhá. Chị Trung em chưa đếm. Chị Giang ơi 9 chiếc trừ 1 nhá. 9 chiếc trừ 1 đi nhá. Thằng bà nhắn võ nhắn tin cái gì vậy? Nó có 2 cái mà. Áo em mặc bán rồi chị Nguyễn Thu Hằng ơi. Thủy Linh à, Thủy Linh xả 2 cái đen đúng không? Hàng hôm qua. Hôm qua là hôm kia được 2 sơ mi nhá. Hello Nguyệt Linh. Thủy Linh ơi xả 2 cái đen nào Thủy Linh ơi. Thủy Linh ơi xả đen nào. Xả đen nào. Thủy Linh ơi đây là 1 này. Đây là 2 này. Đây là 3 này. Đây là 4 này. Đây là 5 này. Đây là 6 này. Thùy Linh xả cái nào thì bỏ chị nhá. Chị Nga Phạm à. Ngọc Thơ ok chị Ngọc Thơ nhá. Chị Giang ơi xả cái lâu dài tay à. Xả cái lâu dài tay ok nhá. Của chị Giang đâu. Duyên xả tôi cái lâu dài tay của chị Giang với. Chị Nga Phạm đúng không? Nga Phạm đây đúng không? Chị Nga Phạm ơi, 1 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, sơ mi trắng là 4 nhá. Hết rồi chị ạ. 4 nhá. 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12 cái nhá chị Nga ơi, 12 cái nhá. 12 trừ 1 nhá chị nhá. 12 trừ 1 ạ. Ừ. Chị Giang em xả rồi nhá. Với cái hoa, hoa đỏ. Ừ. Ok chị Giang nhá. Nhất nhất là đi chốt tại đường. Thùy Linh xả cái á. Cái đen với cái ngắn tay xám hay sao ấy. Cái này đúng không Thùy Linh ơi? Cái này đúng không Thùy Linh ơi? Hai cái này nhá. Xả cho chị cái ba lỗ với cái gen trắng tay ba lỗ em ơi. Cái ba lỗ xanh đúng không ạ? Ba lỗ này đúng không chị ơi? Với cái gen này đúng không chị ơi? Xả chị cái xanh hoa. Cái hoa xanh lá. Chị Lovely ơi tí em xả cho chị sau nhá. Không, ô, đưa lại cho tôi cái kia. Nga Phạm không phải à? Xả ba lỗ vàng à? Ok, bà đưa lại tôi cái ba lỗ xanh. Xả cái ba lỗ vàng. Tại vì tôi tìm. Cái này được gọi là ba lỗ vàng.
Chị ơi đây nhá. Ok chị Giang, ba lô xám để đây đây, xả cái vàng đây nhá. Cái gen cũng xả đúng không chị ơi? Cái gen này cũng xả đúng không ạ? Lúc chốt được không sao, lúc chốt lại để được cả một vấn đề. Ok chị Nga em xả rồi nhá. Lovely, chị Lovely xả cho chị cái hoa xanh lá cây. Còn chị nào chốt đơn không ạ? Nga Phạm ơi, chị có mượn cho em địa chỉ chưa ạ? Lấy cho em cái sát lách ở trên xào. Lấy em cái sát lách trên xào à? Chị à, tím lang băng ơi, lấy cái này à chị? Tím lang băng ơi, lấy cái này à? Tím bằng lăng lấy cái này à? Tím bằng lăng ơi, chị lấy cái này hả? Còn ai chốt đơn nữa không ạ? Để em chốt lốt rồi em nghỉ live đây ạ. Còn chị nào ở đây muốn chốt đơn luôn không ạ? Em chốt luôn nhá. Chị nào ở đây muốn chốt đơn luôn không? Để em chốt đơn luôn nhá. Tím bằng lăng ơi, có chọn thêm không? Cho chị cái cam dưới đất chưa? Chị Vũ Luyện ơi, cái cam dưới đất là của chị Trung Nguyễn rồi chị ơi. Cam dưới đất là của một chị khách khác rồi nhá. Còn ai ở đây muốn chốt đơn không ạ? Em dừng like nhá. Chị nào chưa cho em địa chỉ thì comment hoặc inbox luôn cho em địa chỉ nhá.